định nghĩa và phân biệt được tỷ lệ mới mắc bệnh mạng. Thế trong cái mục tiêu này đã nói đến trong cái vấn đề là số đo mắc bệnh đã gồm các cái chỉ số gì rồi, đúng không? Đó luôn là tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mới mắc. Được chưa? Thì các bạn phân biệt được hai cái tỷ lệ này. Tiếp theo thì các bạn sẽ cần phải nêu được mối tương quan và ứng dụng của hai loại tỷ lệ mắc trên đây. Mối tương quan và cái ứng dụng của hai loại tỷ lệ mắc trên đây nó được ứng dụng như thế nào? Sau đó là các bạn thực hành tính toán được tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ khi tôi cho công thức như vậy, khi mà nêu được khái niệm, nêu được cái ứng dụng của nó trong cái thực tiễn, trong dịch tễ học, trong những cái thiết kế nghiên cứu thì các bạn sẽ phải tính toán được, các bạn lập được công thức, theo công thức các bạn lập công thức rồi các bạn cộng trừ nhân chia như thế nào, đếm các con số ra sao để mà tính toán được cái tỷ lệ mới mắc và cái tỷ lệ hiện mắc này. Okay. Tính toán các chỉ số bao gồm hai chỉ số lớn trong cái số đo bệnh trạng này, bao gồm là tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mới mắc, thì chúng ta sẽ cùng đi từng cái khái niệm nhỏ một, đi từng cái con số nhỏ một để đến được với cái tỷ lệ này. Thì trước khi đến được với tỷ lệ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tần số. Yeah. Tôi nghĩ trong cuộc sống hàng ngày các bạn nghe từ tần số rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Nghe từ tần số hay là số đếm rất là nhiều rồi, phải không? Thì tần số là biểu thị số lần số hiện của một cái quan sát nào đó, biểu thị số lần xuất hiện của một cái quan sát nào đó, được chưa? Thế đây tôi có một cái ví dụ để các bạn dễ hình dung. Đây, tôi có một cái ví dụ thứ nhất. Ở đây có thể của tôi có 8 người, nhá, có thể của tôi có 8 người, và tôi quy định những cái người mà màu xám ấy, là những người mà bị ốm, bị bệnh, còn những màu xanh kia là những người khỏe mạnh. Đấy. Thế bây giờ cái quần thể mà tôi quan sát này, tôi muốn quan sát là quần thể này có bao nhiêu người bị ốm, quần thể có bao nhiêu người bị ốm ạ? Các quần thể tôi đưa ra này, có quần thể có bao nhiêu người bị ốm ạ? Có thể có một nửa thôi ạ. Chính xác là bao nhiêu? Đã nói là số điểm nó quan sát 4 người, đúng không? 4 người, đúng không? Tức là số lần quan sát thì mình phải nói đúng cái con số này. Đấy. Chứ khi đáp nữa em nói nếu em nói một lửa đấy thì tí là chúng ta sẽ học đến con số đó, cái tỷ lệ hay cái tỷ số đó, nha. Chúng ta phải nói đúng cái số lần quan sát, thì là có 4 người tất cả, có 4 người, đúng không? Thì đây được gọi là số tần số, tần số biểu thị số lần xuất hiện của nó, biểu thị số lần xuất hiện của quan sát đó. Và thông thường thì ở trong sinh học thì số lần xuất hiện của quan sát đó, đó là những cái con số rời rạc, đó là những con số rời rạc, đúng không? Nhận giá trị dương trên trục địa, trên trục quạnh, đó là những thông thường nhé, thì đó là những con số rời rạc nhận giá trị dương trên trục quạnh, được chưa? À, thì được gọi là tần số. Tôi có một ví dụ tiếp theo. Ví dụ thứ hai, tôi có một cộng đồng rất nhiều người như này, đấy, các bạn có thể đếm rất là nhiều người, thì những người màu đỏ là những người mắc COVID-19. Đấy. Thế bây giờ tôi đang quan tâm tới đối tượng quan sát của tôi là những người mắc COVID-19. Đấy. Đối tượng quan sát của tôi là những cái đối tượng mắc COVID-19. Vậy thì theo các bạn, tần số xuất hiện của những người mắc COVID-19 là bao nhiêu? Là 8 người. 8 người, đúng không? Cảm ơn em. 8 người, tức là các bạn đều, hai ví dụ trên này các bạn đều có một cái hành động là chúng ta đi gì ạ? Đến quan sát, đến cái số lượng mà chúng ta quan tâm tới. Đó. Đếm quan sát, đếm số lượng chúng ta quan tâm tới. Ố, trong dịch tễ học là những cái con số rời rạc nằm ở trên trục quạnh và nhận ra chỉ dương. Đó, thì đó được coi là tần số. Được chưa? Cũng giống như hàng ngày công việc, hàng ngày cuộc sống của bạn, các bạn ra chợ, các bạn mua 2 bữa rau, các bạn mua 3 bữa rau, đúng không? Rồi các bạn mua 3 quả trứng, 4 quả trứng, 5 quả trứng, vân vân. Đó là những cái số lần xuất hiện mà trong thì đối tượng quan sát mà bạn muốn mua, đúng không? Thì đó được gọi là tần số, cái số lượng, đúng không? Thế đây tôi có cái ví dụ tiếp theo. Tôi có những ví dụ tiếp theo như sau thì các bạn sẽ dễ hình dung. Bây giờ tôi có một những cái câu hỏi đơn giản thì các bạn phân biệt tôi đâu là tần số. Tôi có số sinh viên điều dưỡng khóa 13/03 của trường Đại học Nam là 19 bạn sinh viên. Thì cho các bạn ở đây có phải là một ví dụ về tần số hay không?
khóa 1303 của trường Đại học Đại Nam là 19 bạn sinh viên. Các bạn, đây có phải là một ví dụ về tần số không? Tôi thấy theo, em nghĩ là có thầy ạ. Ừ, tại sao? Tại vì trên, đây là mình quan sát trên tổng số sinh viên của cả khóa 1303 thì thầy có 19 bạn, tức là tần số xuất hiện là có 19 bạn thế. 19 bạn được dựa vào rồi cả một câu trách nhiệm đó, chúng ta đi đếm thôi. Trong cái quần thể đó chúng ta đi đếm, được chưa? Chúng ta đi đếm, lọc ra những cái đối tượng mà chúng ta quan sát, đối tượng chúng ta quan tâm tới. Chúng ta đếm sẽ có bao nhiêu. Đấy, đơn cử như vậy chúng ta có 19, có cái số lượng mà chúng ta quan sát. Thế tiếp tục, trong 19 bạn sinh viên trên thì tôi thấy nó có 15 người sinh năm 1997. Thì đây có phải là ví dụ về tần số không? Có đúng không Tuấn? Đấy, hoàn toàn có đúng không ạ? Tức là trong cái nhóm này tôi lại quan sát tiếp, bây giờ tôi lại quan sát tiếp. Tôi quan tâm tới những cái đối tượng mà sinh năm 1997 và điều dưỡng của 1303. Và tôi thấy là có gì ạ? Có 15 người. 15 người. À, tôi lại có một cái chi tiết. Thì trong lớp của chúng ta hôm nay thì đang hiện tại đang có 88 bạn. Thì nghỉ học mất khoảng độ gần 40 bạn chẳng hạn. 40 bạn. Thì đây, cái số sinh viên nghỉ học ngày hôm nay có được coi là tần số không? Nó gọi là tần số mà có thể ạ, có đúng không? Chúng ta vẫn đi đến cái số quan sát mà chúng ta tới. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có là trong A thì có là L người dương tính với Covid-19 và L đây là một số thời gian để biểu hiện thị. Và tất nhiên là N người đây, đơn vị là người thì phải là số thời gian, không thể là 1,5 người hay 1,2 người được, đúng không? Chúng ta có hàm lượng virus viêm gan A, viêm gan B có phải là một tần số không các bạn? Hàm lượng virus viêm gan A, viêm gan B có phải là tần số không? À, mình chưa nghe rõ nhỉ, em trả lời lại giúp được không? Em nghĩ là có. Tại sao? Tại vì nó vẫn là một số lượng và mình có thể đếm được, nhưng mà không phải bằng cách quan sát mà mình sẽ sử dụng các cái phương pháp đếm khác. Em có nhớ đơn vị của hàm lượng này không? Theo như em nhớ thì nó sẽ là nhân với hàm lượng thì có thể dùng là giga trên lít hoặc là nhân với 10 bao nhiêu đó trên millilit, có thể là giga trên lít hoặc là trên millilit hoặc trên delit, nó có đơn vị kèm theo đúng không? Tuy nhiên thì cái ví dụ này không phải là một tần số nha, không phải là một tần số. Tại sao là như vậy thì tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái số khác, một cái dạng chỉ số khác nó sẽ phù hợp hơn nha, chưa, nó sẽ phù hợp hơn. Và cụ thể nó là cái tỷ số, nó là cái tỷ số bởi vì tính trên gam giga trên lít rồi nha, nó là cái tỷ số. Tí nữa bạn sẽ thấy rõ ở cái ví dụ này. Tương tự như vậy thì số lượng hồng cầu, số lượng bạch cầu có phải là ví dụ về tần số không ạ? Tôi thấy em nghĩ là có. Không ạ. Ừ. Có người bảo không, đúng không? Công bảo có này, Tuấn bảo không này. Để chờ câu hỏi này thì tí nữa tôi sẽ dành lại ngay slide sau này thôi. Ngay slide sau rồi thôi. Thì sẽ có cái câu trả lời thì các bạn thấy là đó có phải là tần số hay không nhá. Trong 100, chúng ta tính ví dụ là trong 100 đối tượng nghiên cứu thì tôi có 10 đối tượng là thiếu máu. Thì cái ví dụ này có phải là về tần số không? Có ạ. Rõ ràng rồi đúng không? Cái này thì rõ ràng rồi. Đếm số lượng rồi, rất rõ ràng. Các bạn lưu ý đây, chúng ta có thể đếm số lượng bằng mắt nhé, có thể là đếm số lượng bằng máy, bằng kỹ thuật nào đó, chứ không phải là chúng ta cứ đi đếm là lọc ra từng một, viên sỏi một. Đấy, không phải là đi đếm ra gạo trắng đổi với gạo đen để tách ra để làm gì cả, phải không ạ? Hay đổ trắng với đổ đen để tách ra, mà có thể là bằng máy, bằng các kỹ thuật phân tích khác nhau nhé. Tôi có một ví dụ tiếp, tương tự như vậy thì
tôi có cái tỷ lệ thiếu máu của đối tượng nghiên cứu là 10%, đúng không? Ở trên thì là 100 đối tượng thì có 10 đối tượng thiếu máu, thì tôi nói một cách ngược lại tương tự như vậy, thì trong tỷ lệ thiếu máu của đối tượng nghiên cứu của tôi là 10,0%. Thì đây có phải là ví dụ về tần số không? Đây có phải ví dụ về tần số không ạ? Không thưa. Không. Theo em thì nó là cái gì? Tần suất thôi. Tần suất à? Nó không phải là ví dụ về tần số rồi, nhưng mà nó là cái gì? Các bạn thì nó là cái gì ạ? Các bạn thì đó là cái gì? Thì nó sẽ là tỷ lệ. Ừ, nó là tỷ lệ thôi, đúng không? Cái câu đó, cái câu ví dụ đã nói lên rồi, tỷ lệ thiếu máu đối tượng nghiên cứu là 10,0%. Tí nữa chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem tỷ lệ cụ thể là như thế nào, được chưa? À, thì các bạn thấy ở đây trong cái câu số 7 và câu số 8 ấy, về bản chất thì nó giống nhau, đúng không? Về bản chất cơ bản giống nhau, đúng không? Nhưng mà cách nói khác nhau đi thì nó biểu thị một cái thì nó biểu thị là tỷ tần số. Còn một câu nói thì nó biểu thị đó là một dạng tỷ lệ, đúng không ạ? Như vậy thì để trả lời cho cái câu hỏi số 4 và số 5 là, à, số 5 và số 6 thì hàm lượng virus viêm gamma cũng như số lượng hồng cầu và bạch cầu nó là tần số hay nó là tỷ lệ hay nó là tỷ số? Các bạn sẽ có cái điểm sau đây. Một cái dạng số liệu nữa đó là tỷ số. Tỷ số. Thế đây tỷ số được khái niệm như thế nào? Nó là phân số có thể có tử số không nằm trong giá trị của mẫu số, được chưa? Có thể có cái tử ấy không nằm ở trong mẫu, tức là tử không thuộc một phần của mẫu số, được chưa? Và nói như vậy thì nó sẽ bao hàm hai ý, có thể là tử nằm ở trong mẫu hoặc là tử không thuộc ở trong mẫu, nhá, được chưa? Và tỷ số chính vì như vậy thì tỷ số có đơn vị và không có đơn vị. Nó có đơn vị khi nó gì ạ? Tử nằm ở trong mẫu. Và không có đơn vị khi nó sao ạ? Tử không nằm ở trong mẫu. Đúng không? Tức là tử và mẫu khác nhau thì rõ ràng thì nó sẽ không có đơn vị. Đúng không? Và khi đó thì người ta muốn có cái đơn vị của cái dạng tỷ số này thì người ta sẽ ghép cả cái đơn vị trên tử và mẫu với nhau. À, chúng ta có tỷ số mà theo dạng viết tắt là A trên B. Thì nói đơn giản thì A có thể thuộc B hoặc A không thuộc B. Yeah, được coi là tỷ số. Và tôi nghĩ rằng là trong cuộc sống này các bạn cũng gặp cái tỷ số rất là nhiều rồi. Trong cái báo cáo này các bạn, khi các bạn học về, các bạn nghe đến tỷ số rất là nhiều rồi. Chẳng hạn như là ở lớp chúng ta tỷ số nam trên nữ, tỷ số nam trên nữ. Chẳng hạn lớp chúng ta có 60 bạn là nam, 60 bạn là nữ, đúng chưa? Thì rõ ràng là tỷ số nam trên nữ của chúng ta là bao nhiêu? Tỷ số nam trên nữ của chúng ta là bao nhiêu? Ta lấy 60 thì 60 thôi, phải không ạ? Thì là nếu mà chúng ta rút gọn phân số thì là tỷ số là 1:1, đúng không? Cứ một nam thì ở lớp chúng ta cứ một nam được một nữ. Ừ. Thì các bạn thấy được rằng là trong cái tỷ số này thì cái tử số và mẫu số có thuộc nhau không? Tử có thuộc mẫu không? Rõ ràng là không, tách biệt hoàn toàn, đúng không? Rõ ràng là tách biệt hoàn toàn, đúng chưa? Nam và nữ tách biệt hoàn toàn, chứ nam có thuộc nữ đâu và ngược lại nữ có thuộc nam đâu. À, còn bạn nào mà giới tính thứ ba tôi không biết nhé, phải không ạ? Tôi đang chỉ nói giới tính nam và nữ thôi, phải không ạ? Đó. Thì rõ ràng là mẫu số và tử số không thuộc nhau. Cụ thể ở đây là tử không thuộc mẫu. Thì đây các bạn sẽ không có cái đơn vị, đúng không? Bạn chỉ nói, rằng là tỷ số nam trên nữ là 1:1. Đấy, nó không có đơn vị kèm theo. Được chưa? Tôi có một cái ví dụ khác, chẳng hạn như là cái tỷ số giường bệnh. 20 giường bệnh trên 10.000 dân hoặc là 100.000 dân. Đúng không? Các bạn nghe con số này cũng rất nhiều rồi, những cái báo cáo về trang thiết bị y tế, về nguồn lực cơ sở vật chất. Đó. Thì rõ ràng là giường bệnh và số dân, số giường bệnh và số dân, hai cái tần số đây được coi là hai tần số chúng ta đến, đúng không? Hai cái tần số này không liên quan gì với nhau cả. Đúng chưa? Đấy, nó không thuộc nhau cả, đúng không? Tử không thuộc mẫu. Đấy, thì chúng ta định. Tuy nhiên tại sao người ta vẫn lập lên những tỷ số như vậy? Bởi vì nó có giá trị. Thế điều, nó có giá trị.
lợi ích trong cái việc là chúng ta lập cái kế hoạch y tế, đúng không? Các bạn biết được rằng là khi mà chúng ta biết cái số giường bệnh trên số người dân thì chúng ta sẽ có những cái kế hoạch để mà gì ạ, phục vụ cái công tác khám chữa bệnh cũng như cái kế hoạch để phòng chống dịch bệnh COVID-19, đúng không? Tôi lấy chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn chúng ta thời kỳ những cái đợt trước chúng ta có những cái thống kê là bao nhiêu máy thở đấy, bao nhiêu máy thở trên 100.000 dân này của thành phố Hà Nội này, đúng không? Đúng không? Để chúng ta sao? Để chúng ta từ cái việc là cái tỷ lệ mắc kia kìa, đấy, cái tỷ lệ mắc kia này, hoặc là những cái tỷ lệ mà bị biến chứng nặng đấy, để chúng ta đánh giá xem nó có đáp ứng được với cái xu hướng phát triển của dịch hay không, cái chiều phát triển của dịch không, để chúng ta lập cái kế hoạch y tế mà chúng ta giải quyết vấn đề cũng như là dự phòng các cái vấn đề về cuộc sống này. Thế bây giờ chúng ta không lập kế hoạch y tế thì các bạn có thể thấy là cái số lượng người mắc COVID mà cần phải thở máy lên đến con lượng cần phải 100 cái máy thở trên 100.000 dân, cần phải 100 máy thở trên 100.000 dân, trong khi đó chúng ta chỉ đáp ứng được 10 máy thở trên 100.000 dân thôi, thì rõ ràng cái khả năng đáp ứng của chúng ta thấp hơn rất nhiều, thấp so với 10 lần so với lại cái tình hình thực tế, phải không ạ? Thì đó là một điều quá là gì ạ? Nguy hiểm, quá là nguy hiểm, đúng chưa? Nếu chúng ta không dự phòng trước, không dự trù dưỡng được thì quá nguy hiểm, thì lúc đó cái tỷ lệ tử vong rất là cao, người cũng được thở máy, thì tỷ lệ tử vong bên chứng nặng rất là cao, thì khi đó thì có thể dân số sẽ bị giảm rất là nhiều, chúng ta không đáp ứng được cái nhu cầu của người bệnh, đúng không? Hay là các bạn thấy những bình oxy này, đúng không? Người ta cũng phải thống kê là xem là trên 100 dân này cần bao nhiêu bình oxy trên 100 dân, đúng không? Như vậy. Rồi chúng ta có tỷ lệ dưới là một ví dụ về tỷ số dưới tinh, được chưa? Đây rồi đấy, tiếp ví dụ về tỷ số để các bạn thấy, để trả lời cho câu hỏi số 6 và số 7 vừa rồi, được chưa? Số sinh viên nam trên số sinh viên nữ là 1:3, đây có phải là tỷ số không ạ? Là tôi mời một bạn nhé, mời bạn khác là cả một tuần. Tôi mời bạn khác là mời bạn là Như Quỳnh nào. Lê Thị Như Quỳnh. Dạ, em thưa thầy là có. Rồi, tôi có một ví dụ tiếp là trong quận A có 1.000 người. Nó có 10 người dương tính với lại COVID-19. 10 người dương tính với COVID-19. Số người dương tính này trên cho số người trong quận A là 10/1.000. 10/1.000. Đây có phải là một ví dụ về tỷ số không, Lê Thị Khánh Ly? Em nhận thấy là có. Rồi, cảm ơn Lý. Nghĩ như vậy không ạ? Hỏi thêm đi một chút thì cái tỷ số này thì tử có nằm ở trong mẫu không? Như thế tử có nằm trong mẫu. Ok, rồi. Tôi có một ví dụ tiếp theo. Tức là cái ví dụ số 6, số 7 của phần tần số này. Tôi có hàm lượng virus viêm gan A và viêm gan B. Đây là đơn vị này. UI/ml. Thì ở đây các bạn có thấy đây là một cái ví dụ về tần số hay nó là một ví dụ về tỷ số đấy. Sau khi các bạn đã tìm hiểu xong khái niệm về tần số là gì, tỷ số là gì. Theo các bạn nó là tần số hay nó là tỷ số? Nào, mời bạn Nguyễn Thị Kim Ngọc. Cảm ơn Tuấn. Ok, cảm ơn Tuấn rất nhiều. Mời thêm một bạn nữa nhé, mời bạn Nguyễn Thị Kim Ngọc. Dạ, em cứ thấy đây là tỷ số ạ. Tại sao nó là tỷ số như Kim Ngọc này? Em cứ thấy tại vì hai nó tử số không tử không thuộc mẫu ạ, và cái đơn vị của nó là U trên ml ạ. Tỷ số không thuộc mẫu. Chứ nó là một cái gì ạ? Thế nó là cái gì? Nó là tỷ lệ của virus trên 100 ml. Nó không phải là chúng ta chưa học cái tỷ lệ, và nó không rất là không phải là tỷ lệ. Trước hết nó là một cái gì đấy? Nó là một cái dạng số gì mình toàn học ạ? À?
định lượng ạ. Ừ, định lượng bởi số cả một ngọc. Trước hết nó là một cái phân số, đúng không ạ? Trước hết nó là một phân số. Tại sao nó lại là một phân số? Các bạn nhìn rõ này. UI trên mililit mà. Lúc nào người ta tính trên đơn vị là 1 mililit, phải không ạ? Từ viết tắt mililit kia là 1 mililit đấy, người ta viết tắt thôi. Trên 1 thì người ta đọc luôn là cái số lượng, cái số của cái phân số ấy ra luôn, đúng không? Chẳng hạn như là 100 trên 1 thì đọc là 100 thôi, phải không ạ? 90 trên 1 thì đọc là 90 thôi, UI thôi, đúng không? Đó, cái bản chất nó là gì ạ? Nó là cái phân số này, đúng không? Mà là phân số thì chắc chắn nó không phải là cái tần số rồi. Như vậy thì tần số của bạn biết rằng là chúng ta đi đếm một cái số lượng mà thôi, đúng không? Đấy, còn khi mà cho hai cái số tần số ấy chia cho nhau thì nó có thể là tỷ số, nó có thể là tỷ lệ. Đấy, thì các bạn sẽ lại cái này. À, trước hết nó là cái phân số, nó là cái phân số, tỷ số nó là cái phân số. Cái đơn vị mà hồng cầu, đơn vị là cái vana, cái b kia thì tính là mẫu số của nó lúc nào nó trên 1 thì đem ra thì người ta đọc chỉ là 90 hoặc 100 luôn thôi, đúng không? Nhưng bản chất nó là cái gì ạ? Nó là cái gì ạ? Nó là cái phân số, bởi vì nó có đơn vị là UI trên mililit, nó có đơn vị là giga trên lít, trên delit, vân vân, đúng không? Đó. Và cụ thể ở đây có thể là cái tử nó không nằm ở trong cái này thì ạ, ở mẫu, mặc tử nó không nằm trong mẫu, tức là cái tử và cái mẫu thì nó không liên quan gì với nhau cả, không liên quan, giống như việc làm và nước ứ, đúng không ạ? Thì đây các bạn, như vậy thì qua ví dụ về cái tỷ số này các bạn đã trả lời được câu hỏi số 6, số 7 ở trong cái phần tần số này, đúng không ạ? Hàm lượng ví dụ tiếng Anna, rồi là số lượng bạch cầu hồng cầu, phải không? Có một cái dạng số lượng, một cái dạng chỉ số nữa mà các bạn trước khi đi đến vào cái số đo bệnh tật, chúng ta đã tìm hiểu tần số là gì, tỷ số là gì, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một cái dạng số nữa, dạng số liệu nữa, đó là cái tỷ lệ. Cái tỷ lệ thì tôi nghĩ là các bạn cũng gặp còn nhiều hơn, thông dụng hơn. Có thể các bạn đặt câu này ra còn nhiều hơn nữa. Tỷ lệ các bạn gặp trong số tỷ lệ là tỷ lệ hút thuốc, tỷ lệ sinh viên hút thuốc lá, tỷ lệ sinh viên bị trầm cảm stress lo âu, tỷ lệ sinh viên bị cận thị, tỷ lệ béo phì, tỷ lệ HIV hay tỷ lệ mắc Covid 19 rất rất nhiều, phải không ạ? Thế vậy tỷ lệ, thế vậy là tỷ lệ là gì? Tỷ lệ là phân số, trước hết nó cũng là một phân số, đúng không? Tuy nhiên thì nó có tử là một phần, đây là một cái bắt buộc này, có tử phải là một phần của mẫu số thì đó được coi là tỷ lệ, đó được coi là tỷ lệ nha. Tử phải là một phần của mẫu số coi là tỷ lệ. Thế vậy các bạn đọc với cái câu này, theo các bạn thì tỷ lệ có được coi là tỷ số không? Có được coi là tỷ số không? Là có. Chính xác, đúng không? Có được coi là tỷ số. Đấy. Thì ngược lại hỏi một câu như thế này nữa. Tỷ số có được coi là tỷ lệ không? Em thầy là không tỷ số ạ. Thì chưa chắc là tỷ lệ ạ. Chưa chắc ạ. Chưa chắc, đúng không ạ? Thế nếu nó là tỷ lệ khi nào? Và nó không phải là tỷ lệ khi nào? Em thầy là nó là tỷ lệ khi mà tử số nằm là một phần của mẫu số, còn nó không là tỷ lệ khi mà tử số không phải là một phần của mẫu số. Rồi. Cảm ơn bạn Thùy Trang. Đó thì đấy là qua ba ví dụ này các bạn sẽ thấy rõ tần số, tỷ số và cái tỷ lệ rất là đơn giản thôi, nhưng mà tôi chắc chắn trong cuộc sống hàng ngày các bạn sẽ vẫn bị nhầm lẫn tỷ số và tỷ lệ, đúng không? Và kể cả cách biết đúng hoặc là tần số của bạn chắc là các bạn sẽ bị nhầm lẫn. Nhưng mà tôi hy vọng rằng qua ba cái rất đơn giản này các bạn sẽ ít nhất các bạn cũng phân biệt tần số là gì, tỷ số là gì và tỷ lệ là gì nhá. Thì cụ thể hơn nữa thì các bạn thấy là tỷ lệ là đơn vị đo lường tử số bằng mẫu số. Đấy, tại vì tử số nó nằm một phần của mẫu số thôi mà, thì đơn vị đo lường là tử số chung với lại mẫu số. Thì các bạn có thể thấy là tỷ lệ được viết theo công thức toán học, nó là A trên A cộng B. Đấy, A trên A cộng B tức là tử đã làm trong một phần của mẫu. Và để lấy ví dụ chẳng hạn là tỷ lệ lam trong lớp chúng ta là bao nhiêu phần trăm? Tỷ lệ lam của lớp chúng ta là bao nhiêu phần trăm? Đúng không ạ? Là gì ạ? Là 50,0%, đúng không ạ? 60 chia 120 thì 50,0%. Đấy, lúc đấy có thể là thường là các bạn có thể nói là ví dụ như công lúc đầu nói đến là một nửa đấy,
đúng không? Một nửa này thì có thể nó rơi vào cả tỷ số và nó rơi vào cả tỷ lệ, đúng không? Đấy, chứ không phải là một câu một nửa đấy là của tần số, nhá. Là 50% này thuộc tỷ lệ lag 100 dân số này trong quần thể này hay là cụ thể là trong lớp của chúng ta. Đây, ví dụ chẳng hạn tôi có một ví dụ nữa là trong cái đợt dịch tả bùng phát vào tháng 3 này thì có 2.490 người mắc bệnh tiêu chảy cấp tính. Đấy, trong số này thì chúng ta có 377 người nhiễm vi khuẩn tả cholera. Thì lúc đó tôi sẽ tính cái tỷ lệ nhiễm khuẩn tả trong quần thể những người bị tiêu chảy cấp tính sẽ là 377 chia cho 2.490, thế đó đúng không ạ? Nhiễm vi khuẩn tả vi cholera trong những người mà tiêu chảy cấp tính, trong người tiêu chảy cấp tính thì tôi lấy 377 trên 240 và tôi tính từ phân số này là tính ra là 0,51 hay là 15,1%. Thì ở đây dừng lại một chút. Lúc các bạn đọc là tỷ lệ phần trăm, lúc các bạn lại cung cấp cho tôi là tỷ lệ phần nghìn, lúc các bạn lại cung cấp cho tôi là tỷ lệ phần 10.000. Đấy, các bạn đọc cái này rất là nhiều đúng không? Về bản chất thì tỷ lệ phần trăm hay tỷ lệ phần nghìn thì nó có giống nhau không ạ? Nó có bằng một con số giống nhau không? Hay nó khác nhau ạ? Giống nhau. Giống nhau, đúng không? Giống nhau, đúng không? Tôi có thể lấy ví dụ trực tiếp vào đây nhé. Ví dụ ở đây tôi tính ra là 0,151. Tôi đọc theo phần trăm thì nó 15,1%. Còn tôi đọc theo phần nghìn thì nó bao nhiêu? Tôi đọc theo phần nghìn thì nó bao nhiêu ạ? Nó bao nhiêu phần nghìn? 151 phần nghìn, đúng không ạ? Về cơ bản nó đều là 0,151 cả. Thế câu hỏi này, câu hỏi đặt ra tại sao khi người ta lại tính là phần trăm, khi người ta tính phần nghìn, đấy, khi người ta lại tính phần 10.000, cái câu hỏi như vậy đặt ra tại sao lại như thế? Theo các bạn tại sao? Lúc người ta dùng phần trăm và lúc người ta dùng phần nghìn, tại sao? Các bạn tại sao? Để cho dễ đọc ạ. Ừ. Cái thứ nhất là cũng có thể là để cho người ta dễ đọc. Dễ đọc trong cái trường hợp như thế nào ạ? Tức là khi mà các bạn tính ra cái tỷ lệ đấy rất là nhỏ, 0,00001. Lấy như thế đúng không ạ? 0,001 là tỷ lệ rất nhỏ trong cái quần thể đấy. Cái thứ nhất là khi tỷ lệ nhỏ trong quần thể thì rõ ràng là cái tử nó nhỏ và cái mẫu nó lớn. Thì các bạn thấy được ở đấy là cái quần thể dân số rất là lớn, rất là nhiều. Đấy, nó có thể lên đến hàng triệu, hàng nghìn người, đúng không ạ? Thì lúc đấy người ta sẽ lấy đơn vị là trên phần nghìn, thì nó sẽ dễ nó sát với quần thể hơn, người ta dễ quy chiếu quần thể hơn. Tức là cứ 1.000 người hay 10.000 người trong quần thể đó thì có 3 người bị mắc bệnh, đúng không ạ? Và một lý do nữa thì khi mà chúng ta đặt được chẳng hạn là 0,0001% thì rất là khó, người ta sẽ khó hình dung, người ta cố gắng người ta quy lên là đó là một cái con số lớn hơn một. Số lớn hơn một để mà người ta dễ hình dung là cứ 100 người thì có 1 người hay cứ 1.000 người thì có 15,1 người. Ví dụ thế, có 15,1 trường hợp. Đấy, đúng không? Chứ lại người ta là khi mà các bạn đọc là phải trả ở đây thôi để một con số là 0,15% chẳng hạn. Đấy, thì người ta nói trong 100 người thì có 0,15 sẽ rất khó hình dung. Rất là khó hình dung, phải không ạ? Còn 100 người thì có 15,1 người hoặc là 1.000 người thì có 15,1 người thì nó sẽ dễ hình dung hơn. Phải không? Dễ hình dung hơn. Và thường thì những khi mà nhân lên cái con số phần nghìn này thì ở những cái quần thể mà lớn, quần thể nó lớn nhá, đến hàng nghìn người và hàng triệu người. Đấy, thì người ta lấy phần trăm và phần nghìn ở cái lý do đó thôi, chứ không có gì khác cả. Về bản chất thì nó là một con số giống nhau, đúng không? Phân số chia cho tử số chia một số và ra một con số, ra một thương số giống nhau. Nhưng người ta nhân đến 100 lên thì nó là phần trăm, nhân đến 1.000 lên là phần nghìn, nhân đến 10.000 thì nó là phần 10.000, nhân đến 1 triệu thì nó là phần triệu, thế thôi. Đó. Ok, có một cái ví dụ tiếp để các bạn phân biệt. Số sinh viên nam trên số sinh viên nữ là 1,3. Đây có phải là ví dụ về tỷ lệ không cả lớp? Không ạ. Không. Đấy. Mà nó là gì ạ? Tỷ số ạ. Tỷ số. Ừ. Ok. Trong cộng đồng thành phố B có 121 người dương tính. Thì đây là dạng số liệu gì ạ? Đây là tần số ạ. Tần số. Tiếp theo là số lượng người mắc bệnh trên số lượng người không mắc bệnh.
là 0,3. Đây là tỷ số. Tỷ số, đúng chưa? Đây là tỷ số, à, các bạn liệt ra phân biệt thôi. Tiếp theo, hàm lượng bạch cầu của bệnh nhân D là 6 gram trên lít. Tỷ số, đúng chưa? À, tiếp đến, ta có trong 1.000 đối tượng nghiên cứu, tôi có 100 đối tượng mắc viêm gan A. Là gì ạ? Tần số. Tần số, đúng chưa? Tỷ lệ hút thuốc lá của người dân huyện C là 19,1%. Đây là tần số hay là tỷ số? Đây có chữ tỷ lệ rồi. Tỷ lệ nha, ngay cái câu ví dụ đã nói rồi. Tỷ lệ hút thuốc lá của người dân huyện C là 19,1%. Đấy, rất rõ ràng, rất minh bạch giữa tần số, giữa tỷ số và tỷ lệ. Được chưa? Tần số và tỷ lệ. Có cái điểm chung của ba cái số liệu này, ba dạng chỉ số này, các bạn đều thấy là chúng ta phải có cái gì, chúng ta phải có cái. Cho các bạn để mà tính được cả ba cái này, cái chỉ số, cái số liệu này là quan trọng nhất. Và chúng ta đều đi làm một cái động tác gì ạ? Thu thập thông tin ạ. Có thể là phải đếm ạ. Đúng rồi. Tổng công là hôm nay. Chúng ta đều phải thu thập thông tin, tức là đây chúng ta đều phải đếm. Đúng không? Dù bạn là tần số, dù bạn là tỷ số, dù bạn là tỷ lệ, thì bạn đều phải đi đếm cả. Có thể bạn đếm theo một cách gọi là thủ công, hoặc bạn đếm một cách theo máy tính, hay đếm theo bất kỳ cái gì, nhưng bạn đều phải đếm xem là số liệu đó là bao nhiêu. Đấy, đúng không? Tức là chúng ta xuất phát từ tần số, sau đó chúng ta tỷ số, chúng ta đi đếm trên mẫu số là bao nhiêu, chúng ta đi đếm trên tổng số là bao nhiêu, phải không ạ? Để chúng ta tính toán nha. Thế cái điều quan trọng cốt lõi cơ bản là từ cái tần số mà ra là chúng ta đều phải đi đếm cả, đều phải đi thu thập thông tin cả. Rồi, chính vì như vậy thì tôi sẽ có một cái số thu được tiếp theo, đó là cái tỷ suất. Tiếp tục chúng ta sẽ làm quen một cái tỷ suất. Chắc tôi nghĩ là cái tỷ suất này các bạn cũng gặp rất nhiều rồi, nhưng mà không phải bạn nào cũng phân biệt được khi nào là tỷ suất, đúng không ạ? Đây này tôi cung cấp công thức luôn từ khoản dựa vào công thức thôi, đúng không? Tạo tỷ suất trước hết là nó có tử số có hoặc là không là một phần của mẫu số. Tử số và mẫu số có hoặc không cùng một đơn vị, đúng không ạ? Đấy, thì nó là một cái tỷ số đã, đúng không ạ? Ở đây tỷ suất tôi cung cấp luôn công thức cho các bạn. Số sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian xác định. Số sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian nhất định. Nên là trong một cái khu vực rồi, đúng không? Chúng ta đi đếm cái số lượng đấy, trong cái quyển đấy, ở thời gian đấy, đúng không? Số sự kiện xảy ra, chúng ta vẫn đi đếm đúng không? Vẫn đi đếm cái tần số. Ở dưới, mẫu số là số lượng trung bình cá thể có khả năng xảy ra sự kiện đó trong cái thời gian đó ở khu vực đó. Số lượng trung bình các cá thể có khả năng xảy ra sự kiện đó nhé, có khả năng xảy ra sự kiện đó. Chẳng hạn như là số người có thể mắc Covid 19 trong cái huyện A đấy, mà từ đầu năm 2015 là có bao nhiêu người có thể mắc. Từ đây thì các bạn đọc nhiều báo cáo, các bạn có thể thấy là tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là năm 2010 này, thì số tử vong trẻ dưới 1 tuổi ở khu vực Tây Bắc là 30 trên 1.000 ca sinh sống. 30 trên 1.000 ca sinh sống. Cao hơn 3 lần so với tỷ suất này của cộng đồng Nam Á là 8 trên 1.000 ca sinh sống. Ở đây các bạn nhìn cho tôi tỷ suất là 30 trên 1.000 ca sinh sống và 8 trên 1.000 ca sinh sống ở đơn vị là 5 nữa, vào năm 2010. Đó. Thì các bạn thấy là nó là một cái phân số đã, đúng không ạ? Và nó là một cái tỷ số. Thì rõ ràng là đây là số 30 trên 1.000 ấy, chỉ 30 trên 1.000 ấy. 30 nó nằm trong 1.000 hay không? Số 30 này có nằm trong 1.000 đúng không ạ? Thưa thầy, có đấy. Chính xác chưa? Chắc chưa? À, chưa, tại vì đây là tử vong trước rồi thì làm sao mà sinh sống cũng được. Gọi ra thống kê đây là tỷ số này, trước hết là bạn thấy là tỷ suất tử số có thể là một phần một số hoặc không phải là một phần một số. Người ta tính thì cứ trên 1.000 ca sinh sống có bao nhiêu trường
là sẽ tương đương với bao nhiêu trường hợp tử vong, đúng chưa? Tức là đếm mẫu số riêng, đếm từng số riêng, chưa? Đấy, thì số tiểu dưới 1 tuổi nhá, được chưa? Dưới 1 tuổi. Tương tự như vậy thì ta sẽ không nhìn như vậy. Đấy. Còn cái trường hợp mà mẫu số thành một phần của tử số thì nó không nói được, đúng không? À, tôi có một ví dụ tiếp theo như sau. Tôi có thành phố A, cái số ca mắc mới là 59 ca, chẳng hạn mắc viêm gan A, viêm gan B này, mắc mới là 59 ca. Thành phố B mắc mới là 36 ca. Đấy, 36 ca. Thì câu hỏi đặt ra của tôi ở đây, thành phố nào viêm gan A này nghiêm trọng hơn? Thành phố nào có vấn đề mắc viêm gan A này nghiêm trọng hơn? Ở đây tôi có thành phố A mắc mới là 59 ca, thành phố B mắc mới là 36 ca. Theo bạn thì thành phố nào? Các bạn có thể trả lời được câu hỏi này không? Hoặc là có thể là không đủ dữ kiện hay như thế này? Tôi thấy không đủ dữ kiện. Theo em thì cần thêm dữ kiện gì nữa? Các em lại cần thêm cái số lượng người ở thành phố A và số lượng người ở thành phố B ấy, thì lúc đó mình mới so sánh được. Số lượng người thành phố A và số lượng người ở thành phố B thì lúc đó chúng ta mới so sánh được. Bạn nào bổ sung thêm nữa không ạ? Hoàn toàn chính xác rồi, nhưng vẫn còn thiếu một cái đơn vị nữa. Cần bổ sung cái số người chấm thời gian. Được rồi, cảm ơn hai bạn. Tức là phạm vi về thời gian nữa, đúng không? Cái ca mắc mới này trong thời gian bao lâu? Phải không ạ? 1 năm, 2 năm hay 10 năm? Nó sẽ khác nhau rất nhiều, đúng không ạ? Thì đây, tôi cung cấp cho các bạn dân số của hai cái quần thể này. Và tôi cung cấp cho bạn là khoảng dân báo cáo. Được chưa? Dân số này, khoảng thời gian báo cáo này, đúng không? Ví dụ chẳng hạn là, thành phố A, số ca mắc mới là 59 người, trên tổng dân số là 20.000 người. Và thời khoảng báo cáo của tôi là năm 2017 mà có 259 ca mắc. Còn thành phố B là năm từ 2015 đến 2016 là có 36 ca mắc và dân số trung bình là 5.000 người. Thì chính vì vậy tôi sẽ tính được cái tỷ suất. Tôi tính được tỷ suất và tôi so sánh xem là cái mức độ mắc viêm gan A hay cái phần cái vấn đề mắc viêm gan A của thành phố A hay thành phố B này ở thành phố nào nghiêm trọng hơn. Thì đây tôi sẽ có tỷ suất viêm gan A hàng năm. Trong tỷ suất lúc nào kèm theo cái đơn vị thời gian thế thôi. Các bạn cứ đến chúng tôi là cái tỷ suất nào thường kèm theo đơn vị thời gian. Người ta có thể là cái đơn vị thời gian năm hoặc tháng, người ta để cùng một số, hoặc người ta nói ở trong cái câu là năm 2010 hoặc là tháng 9 năm 2010, cái tỷ suất là 10 trên 1.000 chẳng hạn. Thì người ta nói lúc nào kèm đơn vị thời gian, hoặc khi người ta không nói là tháng 10, người ta nói luôn ở trong cái mẫu số. Ví dụ tôi để trong mẫu số thì có cái tỷ suất viêm gan A hàng năm của thành phố A có 59 chia cho 20.000 đúng không ạ? Và ở đây trong một năm, trong một năm báo cáo thì tôi có 295 trên 100.000 người trên một năm. Tôi quy về số lượng trên 100.000 người thôi, đúng không? Để so sánh. Để so sánh. Hoặc các bạn có thể quy về 10.000 người được, chẳng hạn vậy. Hoặc các bạn có thể quy về một đêm 1 triệu 1 tỷ người cũng được, cũng sao cả. Nó vẫn là đúng, nó vẫn là con số ấy thôi. Nhưng mà chúng ta quy như thế nào về thì con số nó dễ đọc thôi, nó hợp thôi. Chẳng hạn như ở đây chẳng hạn là 29,5 trên 10.000 người. Đúng không? Nhưng mà tôi không thích để 29,5. Nghe nó sao là phải quá, số phải số lượng người là phải không nên, mà thường người ta sẽ làm tròn 295, 296 đó, hoặc là 30 gì đấy, thế nên tôi không thích làm tròn lên 30 là vì nó lên quá nhiều, lên đến 0,5 nữa, thì tôi đến 295, vậy đến 295 trên 100.000 người, nhá. Tương tự như vậy, tính được cái tỷ suất viêm gan A của thành phố B, được, tôi có là 36 chia cho 5.000 thôi, nhưng nhớ đơn vị ở đây là kèm theo thời gian là 25, đúng không? Đúng không ạ? Thì bây giờ tôi tính quy ra 1 năm và trên 100.000 người là bao nhiêu? Đấy, thì tôi sẽ có trước hết là 18 chia cho 5.000 người trên năm. Đúng không? 36 chia 2 mà 36 này thì trên 5.000 này là trong 2 năm. Đấy, trong 1 năm thì là 18 trên 5.000 người. Đấy, trong 1 năm. Và khi tôi quy về 100.000 người trên 1 năm thì nó là 360.000. 360 trên 100.000 người. Thì lúc đó 1.000 nhân với lại 2 nhân với lại 20 như này, đúng không? Thì lên 100.000 mẫu vật tận cùng nhân với lại 20 lên để cùng trên 100.
Lúc đó chúng ta sẽ so sánh được là cái tỷ suất viêm gan A hàng năm của thành phố A là 295 trên 100 nghìn người, của thành phố B là 360 trên 100 nghìn người trên một năm. Thế rõ ràng lúc này các bạn có thể trả lời được là gì ạ? Cái mức độ phát triển, cái mức độ có thể là cái tốc độ phát triển cũng được, hoặc là mức độ nghiêm trọng của mắc viêm gan A của thành phố B cao hơn so với lại thành phố A hay nghiêm trọng hơn so với thành phố A, đúng không? Thì các bạn sẽ trả lời được câu hỏi đó. So với cái số lượng mà các bạn thấy mới mắc là 5936 thì nghe là có thể là 5936 thành phố A, có thể là nhiều thành phố B đấy, nhưng không, đúng không? Thì chúng ta tính theo cái tỷ lệ thì suất mắc viêm gan A hàng năm của hai thành phố này chúng ta thấy là thành phố B lớn hơn thành phố A, tỷ suất này, đúng không? Nha. Thì đó là một cái ví dụ về tỷ suất nữa mà tôi lấy một lấy ví dụ cho các bạn cách tính như thế nào. Bởi vì trong nghiên cứu khoa học thì các bạn thấy là cái, hay là các cái báo cáo khác thì người ta báo cáo cái tỷ suất rất là nhiều. Đấy, thì tôi đã giới thiệu cho các bạn nào là cái tần số, tỷ số, tỷ lệ, đúng không? Và tỷ suất. Đó là những cái con số rất là cơ bản. Đó là con số rất cơ bản để mà chúng ta tính toán các cái số liệu trong nghiên cứu khoa học cũng như trong dịch tiểu. Thì đấy là cái cơ bản nhất rồi. Và sau này các bạn muốn tính đến cái tỷ lệ phần trăm sống, phần trăm chết hay là tỷ lệ phần trăm sống còn, hay là những cái tỷ lệ trẻ đến một tuổi tử vong, vân 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 vân, đều dựa trên bốn cái đó cả. Và cơ bản nhất đều dựa trên cái tần số. Cơ bản nhất là đều dựa trên tần số, tức là đều đi đến. Còn cái việc mà khi các bạn tính tỷ số hay tỷ lệ nào, các bạn áp dụng đúng cái công thức thôi. Sau đó là chúng ta sẽ đều đi đến cái tần số. Tới đây, để trả lời những câu hỏi của bài tập ngày hôm nay rằng là chúng ta cái số đo bệnh trạng ấy, với cái tỷ lệ mới mắc và cái tỷ lệ hiện mắc ấy, là tôi cũng góp ngay mục tiêu từ đầu ấy, cái số tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mới mắc ấy, đó là cái số đo bệnh trạng, với hai cái số liệu đo lường rất là quan trọng trong việc là đo lường số đo bệnh trạng. Thì trước khi tìm được cái tỷ lệ thì chúng ta cũng phải gì ạ? Tìm vào cái gì? Tần số, đúng không? Tần số tức là số, đây là số mới mắc và số hiện mắc. Thế người đây người ta nói rằng để tìm hiểu số đo bệnh trạng thì chúng ta phải tìm hiểu là số đo bệnh trạng mô tả số người trong dân số cụ thể đó sẽ mắc bệnh, có thể sẽ mắc bệnh thì gọi là số mới mắc, mới mắc bệnh tại một thời điểm trong tương lai đấy. Hoặc là tại một thời điểm này cụ thể thì mới mắc là bao nhiêu trường hợp trong vòng 24 giờ qua, mới mắc là bao nhiêu trường hợp, đúng không? Rồi họ gì ạ? Hay những người đã mắc, tức là cái số hiện mắc tại cái thời điểm mắc, tại cái điểm mắc màu xanh, được chưa? Đấy, thì ở đây là tương ứng với cái tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ hiện mắc thì chúng ta phải tìm hiểu trước là cái số mới mắc và cái số hiện mắc, số mới mắc và số hiện mắc, đúng không ạ? Thì là chúng ta cũng lại xuất phát từ gì ạ? Từ tần số, sau đó chúng ta mới đi lên cái tỷ lệ, nha. Đây thì cung cấp cho các bạn công thức. P là cái tỷ lệ hiện mắc, prevalency để nói lên hiện trạng của bệnh tại một thời điểm. P là cái tỷ lệ hiện mắc. Thì đây P sẽ bằng số ca bệnh hiện có tại cái thời điểm. Số ca bệnh hiện có tại cái thời điểm mà bạn khảo sát, được chưa? Thì muốn đi tìm cái từ số này thì bạn phải đi đếm thôi. Bao nhiêu ca bệnh tại thời điểm mà tháng 2 năm 2020, tháng 3 2022 này hiện tại có bao nhiêu cái ca mắc COVID-19 của Việt Nam, đúng không? Hiện tại có, tôi nhớ không nhầm thì đó là có bao nhiêu trường hợp nhỉ, các bạn còn nhớ không? 4 phẩy mấy trường hợp, 4 phẩy mấy triệu sao nhỉ, đúng không? Hay là 1 phẩy mấy này, không nhớ. Các bạn làm nhớ không, hiện tại số lượng ca mắc COVID-19 của chúng ta là bao nhiêu không? Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là hiện tại số ca mắc của chúng ta là 1,0 triệu người đi, được chưa? Thì số ca hiện mắc tại điểm là 1,0 triệu người, dân số của thời điểm của chúng ta là 100 triệu người chẳng hạn, thì rõ ràng chúng ta sẽ tính được cái tỷ lệ hiện mắc của COVID-19 trong một tỷ dân số Việt Nam, đúng không? 1/100, 1/100 nhân với 100% thì chúng ta sẽ có cái tỷ lệ hiện mắc là gì ạ? 0,01%, được chưa? 0,01%. Rồi đó là cái tỷ lệ hiện mắc. Chúng ta có một cái chỉ số đó là tỷ lệ mới mắc.
Thì mới mắc thì sẽ tiền. Nói đến cái nguy cơ mắc bệnh trong khoảng thời gian. Đây tôi có cái cung cấp cho bạn luôn là y sẽ bằng số ca bệnh. Số ca bệnh mới. Số ca bệnh mắc trong khoảng thời gian mà bạn quan sát. Chia cho đây là dân số nguy cơ. Dân số nguy cơ. Các bạn để ý giúp tôi nhé, dân số nguy cơ nhé, chứ không phải là dân số. Thế người ta nói dân số nguy cơ là gì? Đấy. Các bạn vẫn đi đếm mẫu số, vẫn đi đếm tử số, nhưng ở đây lưu ý cho tôi một chút. Đi khi mình đi đếm mẫu số này phải lưu ý một chút, thế nào là dân số nguy cơ? Đúng chưa? Dân số nguy cơ là những người có nguy cơ mắc bệnh. Tức là sao? Họ có thể là những người đang không mang, không đang mang cho mình cái mầm bệnh, hay virus, hay vi khuẩn, hay ký sinh trùng. Tức là họ đã không bị bệnh, đang không bị bệnh, sắp tới họ có khả năng bị bệnh. Đúng không? Sắp tới họ có khả năng bị bệnh thì mới coi là nguy cơ. Đúng không? Thì chính như vậy thì phải không bao gồm những người đã hoặc là đang có bệnh, đã là bệnh, hoặc những người không cảm nhiễm với bệnh, không cảm nhiễm với bệnh, không cảm nhiễm với bệnh nhá. Tức là không có khả năng bệnh, tức là được gì ạ? À? Tiêm chủng, được vaccine bảo vệ, được miễn dịch bảo vệ, hay là có cái gen đặc biệt. Các bạn thấy trong cái đợt dịch COVID-19 này có trường hợp mà 1-2 trường hợp ấy nó không bị mắc COVID-19 dù tiếp cận tiếp xúc gần với F0, đúng không? Bởi vì họ có cái gen rất là đặc biệt, không mắc COVID-19. Họ có hệ ngày miễn dịch của họ rất đặc biệt. Đấy. Và được tiêm chủng nữa. Và tiêm chủng này thì lưu ý đối với COVID-19 thì chúng ta không phải là có cái miễn dịch mà làm không mắc bệnh. Những người mà bị tiêm chủng vẫn có khả năng bị mắc bệnh. Vẫn có khả năng bị mắc bệnh thì vẫn được coi là những người có nguy cơ nhé. Đấy, thì đối với COVID-19, cụ thể COVID-19 này như vậy. Mà chỉ làm giảm nhẹ cái tình trạng nặng của bệnh thôi, đúng không? Nhưng vẫn có khả năng mắc bệnh. Nếu mà trong trường hợp một số bệnh thì khi mà tiêm chủng vẫn có khả năng mắc bệnh thì đó được vẫn được coi là những người mà có nguy cơ mắc bệnh nhé. Các bạn phân biệt được chỗ này. Bởi vì không phải là bệnh, không phải là bất kỳ một cái bệnh nào mà khi tiêm chủng cũng không thể mắc bệnh được nữa. À, phải không ạ? Chẳng hạn như là viêm, bạn có thể là tiêm chủng viêm một bệnh ho gà uốn ván, đấy, loại bỏ cái đối tượng ra cho miễn dịch, đúng không? Hay là quay sởi và hay là quay bị cũng vậy. Và đối với tiêm chủng đối với COVID-19 thì lại là khác, đúng không? Chúng ta chưa phát triển cái vaccine nào đó, một vaccine có thể mà tiêm một mũi hoặc hai mũi mà có cái miễn dịch suốt đời, phải không? Bảo vệ suốt đời được. Đó. Thì đây các bạn phải lưu ý cho tôi là tập mẫu số là cái dân số nguy cơ, người có nguy cơ mắc bệnh, người có nguy cơ mắc bệnh này rồi. Đó. Và phải loại trừ đi những người đã có bệnh, đang có bệnh, hoặc những người mà không cảm nhiễm với bệnh, không cảm nhiễm với bệnh. Về vẫn như vậy rồi. Giờ đây tôi có một cái ví dụ về cái tỷ lệ mắc bệnh. Đây, tỷ lệ mắc đây. Được. Trong một quần thể của tôi, trong quần thể nghiên cứu của tôi, hay là trong một quần thể mà một huyện A đó, tôi có là 100.000 người. Có 100.000 người. Chưa? 100.000 người bánh trọ. Gì còn trượt lên thì bánh trọ là 100.000 người. Trong đó có 10.000 người là bị bệnh mạch bệnh. Thì tôi sẽ đơn cử, tôi sẽ tính cho tôi cái tỷ lệ bệnh mạch bệnh của cái tỉnh X này là bao nhiêu. Tôi lấy gì ạ? 10.000 chia cho 100.000 và bằng 10%. Thế đó, bằng 10%. Tức là cứ 100 người thì tôi thấy rằng là có 10 người hiện đang có bệnh mạch bệnh. Và ở tỉnh X này thì cứ 100 người thì có 10 người bị bệnh mạch bệnh. Thế các bạn khác, bạn nên lấy lên phần 10.000 chẳng hạn, phần nghìn chẳng hạn. Thì là 1 phần nghìn, đúng không? Phần 10.000 thì 0,1 phần 10.000. Thế nên nó nói rằng là cứ 100.000 người thì có 0,1 người. Nó cũng đúng, nó cũng sai. Nhưng mà nghe nó cái gì ạ? Nó khó hiểu hơn, đúng không? Nó khó hiểu hơn so với cách nói là cứ 100 người thì có 10 người. Hoặc là cứ 1.000 người thì sẽ có điểm 1 người. Thì nó dễ hiểu hơn, đúng không? Còn cứ 10.000 người bạn nói rằng là có 0,1 người thì nghe nó rất là khó. Nhưng về bản chất cái số liệu mà cái thương số nó lại không, nó không sai một tí nào cả. Những cái việc chúng ta lựa chọn nó phần trăm phần nghìn thì nó sẽ phù hợp hơn, nó dễ hơn, đúng không? Đấy, bạn nói đến 100 người thì có 10 người thì bạn nói đến cái mức độ nghiêm trọng rất là nhiều, đúng không? Còn nếu bạn nói 1.000 người thì có 1 người thì cũng được, không sao cả, không phải là không sai, cũng được. Tuy nhiên thì mà bạn lại không đánh giá được cái mức độ nghiêm trọng, bạn không nói được mức độ nghiêm trọng lên, đúng không? Giống như việc là một cái lượng muối ấy, bạn cứ cho thêm nước, bạn hòa tan vào thì nó sẽ bị loãng,
như sau. Trong một cuộc điều tra trên đối tượng là 2.932 người tại thành phố Hồ Chí Minh thì tôi phát hiện được 111 người mắc bệnh đái tháo đường. Các bạn tính cho tôi cái tỷ lệ hiện mắc ở đây là bao nhiêu? P ở đây là bao nhiêu? Về là bao nhiêu? 3,8. 3,8% à? Là bao nhiêu? Vâng, 3,78%. 3,78%, chỉ sử dụng 3,8%. Ok. 3,8%. Vậy chúng ta tính đơn giản vậy thôi. P 100 lấy cho 111 chia cho 2,9 và 2 là 0,038 tức là 3,8%. 2 là 3,8 phần nghìn, đúng không? 2 là 3,8 phần nghìn, đúng không? Cứ 1.000 người thì chúng ta sẽ có 38 người, hoặc là cứ 100 người thì sẽ có gần 4 sấp xỉ 4 người, được chưa? Đấy, tùy cách các bạn lựa chọn thôi, nhưng mà tính các bạn phải tính ra đúng được là đáp ứng công thức là 111 chia cho 2,9 và 2 và bằng 0,038, bản chất nó là 0,038, được chưa? Phần trăm phần nghìn thì tùy các bạn lựa chọn nó phù hợp với lại cái báo cáo của mình. Và đây tôi cung cấp cho bạn những cái tỷ số, những cái dạng số liệu này nhé. Sau này các bạn sẽ gặp rất nhiều trong báo cáo luận văn tốt nghiệp của bạn. Đơn cử các bạn sẽ tính được phải tỷ lệ phần trăm của tôi. Dạ, thì đấy, phải tỷ lệ phần trăm đấy. Đúng không? Và trong báo cáo khoa luận tốt nghiệp thì thường nó sẽ tính tỷ lệ phần trăm chứ không có phần nghìn. Tất cả đều là phần trăm trong báo cáo khoa luận tốt nghiệp. Hầu hết nhé. Đấy, thì đấy các bạn một phần là các bạn cũng đã biết cách tính toán số liệu khoa luận tốt nghiệp của mình sau này rồi. Đúng không? Thì đó là ví dụ về tỷ lệ. Tỷ lệ nói lên cái gì ạ? Quy mô trạng thái hiện tại của bạn, mức độ lớn của bạn, đúng không? Tức là cứ 100 người thì tôi có 30 người. Thì các bạn lúc đấy bạn sẽ biết được là mức độ lớn của bạn như thế nào, đúng không? Và bao quát là nó chiếm vào trong một thể hệ ra sao, nó hay gặp như thế nào. 100 người, cứ 100 người thì tôi có 80 người mắc Covid-19. So với quần thể khác, cứ 100 người tôi có 10 người, rõ ràng là ở quần thể A đấy thì cái mức độ bệnh là nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đấy. Quy mô của bệnh lớn hơn rất nhiều, đúng chưa? Đấy. Thì ở đây các bạn có thể thấy là mức độ phổ biến của bệnh tại thời điểm hoặc cái thời khoảng mà chúng ta quan tâm. Đấy. Chính vì vậy thì tôi sẽ có 1 và 2, hai cái chỉ số về cái số hiện mắc này, cái tỷ lệ hiện mắc này. Mà có thêm nữa, bởi vì là chúng ta sẽ có trong thời điểm, chúng ta sẽ có trong thời khoảng. Số hiện mắc các bạn tính được rồi nhé, cái tỷ lệ hiện mắc các bạn tính được nhé. Nhưng các bạn sẽ có thêm hai nhánh phụ nữa để bao gồm lên cái tỷ lệ hiện mắc này. Đấy. Chúng ta có thể là báo cáo trong một cái thời điểm, chẳng hạn như thời điểm tháng 2 này. Đấy. Hoặc là trong cái thời khoảng từ tháng 1 đến tháng 2. Nhờ, thì chúng ta sẽ có nữa là tỷ lệ hiện mắc thời điểm và tỷ lệ hiện mắc thời khoảng dựa trên cái số hiện mắc thời điểm và số hiện mắc thời khoảng. Nhờ. Tương tự như vậy thôi, với công thức như vậy thôi thì chúng ta sẽ đi đếm cái số ca bệnh trong cái thời điểm mà chúng ta quan sát, chia cho dân số cùng cái thời điểm đó. Tôi đi đếm cái số ca bệnh trong cái thời điểm tháng 9 của năm 2021 và tôi chia cho dân số thời điểm của tháng 9. Tôi có số ca bệnh hiện có trong thời khoảng. Ví dụ chẳng hạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2011 có bao nhiêu ca mắc, chia cho dân số trung bình giữa cái thời khoảng đó, dân số từ tháng 9 đến tháng 12. Thế tại sao người ta cần phải có cái thời khoảng như vậy? Tại sao người ta cần phải có thời khoảng như vậy? Cái thứ nhất là người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ bao quát cái vấn đề trong một khoảng thời gian dài. Cái thứ hai nữa các bạn thấy này, cái quần thể đấy tại một thời điểm so với quần thể ở một thời khoảng thì rõ ràng là có sự biến động không? Có sự biến động không? Biến động không? Quần thể tại một thời điểm với quần thể thời khoảng có sự biến động không? Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là
số nhá, đơn số được của một tỉnh của một tỉnh vào năm 2021. Thì đầu năm thì có 1.000 người chẳng hạn, thì cuối năm đấy theo các bạn nó có đủ 1.000 người không? Thường nó có đủ 1.000 người không? Không, đúng không? Thường nó không đủ 1.000 người, có thể là họ di cư, họ chuyển đến nơi khác họ ở, hoặc là số lượng tử vong, đúng không? Hoặc là có thể thêm, số lượng tử vong không có, ít. Và những người mà ở tỉnh khác chuyển về hà nội nhiều, phải không ạ? Thì họ là biến động dân cư. Đấy, thì người ta tính ở trong cái tài khoản thì nó sẽ ít bị tác động của biến động dân cư hơn. Còn thời điểm như chẳng hạn thì bạn lại chọn vào đúng cái thời điểm mà cái tháng 7 đấy, này số lượng dân cư lại đông nhất, còn đâu là tháng 1, tháng 2 và những tháng còn lại là số lượng dân cư lại ít hơn rất nhiều, đúng không? Mà bị tránh bị tác động của biến động dân cư. Thế cái điều quan trọng ở đây là bạn phải tính được cái dân số trung bình giữa thời khoản để mà tính được cái tỷ lệ hiện mắc thời khoản. Còn hiện mắc thời điểm thì đơn giản hơn rồi. Để mà tính như vậy thì tôi có một ví dụ như sau. Đây là cái tỷ lệ hiện mắc thời điểm để các bạn tính nha. Cho nên ví dụ ở đây là tháng 1, ngày 1 tháng 1 năm 2019, tức quần thể dân số của tôi có 120 người. 31 ngày 31 tháng 12 của tôi quần thể dân số có 100 người, đúng không? Có sự biến động mà, đúng không? Ví dụ thực tế ở trong chúng ta tính chúng tôi đã cái hiện mắc thời điểm ở đây đã, sau đó chúng ta sẽ tính hiện mắc thời khoản. Các bạn tính chúng tôi cái tỷ lệ hiện mắc thời điểm vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 là bao nhiêu phần trăm? Tỷ lệ hiện mắc thời điểm vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 là bao nhiêu phần trăm? Và lấy số nào thì số nào nhé. Các bạn đọc rõ phân số đã, xong rồi chúng ta sẽ tính cái tỷ lệ. Tôi bạn mời bạn Vũ Thị Minh. Bạn Vũ Thị Minh có đây không ạ? Dạ có em ạ. Ừ, trả lời câu hỏi đi. À, em thấy PR của ngày 1 tháng 1 thì sẽ bằng 120 trên 100 ạ. Không to rồi, đúng chưa? Dạ. Các cái ca bệnh thể hiện rõ ở trên cái đường màu đỏ này. 1, 2, 3. À, em có thấy 1 tháng 1 năm 2019 P sẽ bằng là 3 trên 120 ạ. Thế thì P của ngày 31 tháng 12 năm 2019 nó bằng bao nhiêu? Thì sẽ bằng 3 vẫn bằng 3 trên 120 ạ. À 3 trên 100 ạ. Bạn đếm lại xem. 4 trên 100 ạ. 4 trên 100. Ừ, để ý nhá. Rồi cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Minh. Vâng. Nó rất dễ dàng luôn, chúng ta làm để đếm thôi đúng không ạ? Cái điều quan trọng là chúng ta cũng vẫn lại đi đếm. Như đây trên cái quần thể, đây trên một ví dụ đơn giản, thế mà số lượng người nó ít thì các bạn đếm nó dễ. Còn số lượng người nhiều thì tất nhiên là ta sẽ lập một cái hệ thống qua loại hệ thống của thống kê, đúng không? Ừ, chẳng hạn thì thống kê số lượng người mắc COVID-19 này, đâu phải nhà nước có thể là đưa ra quân đội quân mà cứ đi đếm từng tỉnh một đó, mà từ sở, từ trạm y tế xã, phường báo lên huyện, báo lên phường, báo lên sở, sở lại báo lên bộ, đúng không? À, xong bộ thống kê lại bao nhiêu rồi lại báo sang cái cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, phải không ạ? Đó, thì nó có hệ thống thống kê báo cáo như vậy. Và cái hệ thống thống kê báo cáo như vậy thì các bạn thấy là dù là ở cấp nào chẳng nữa thì họ cũng đều đi đếm, đúng không? Để đếm cái số lượng là bao nhiêu,
em số lượng bao nhiêu. Và tất nhiên là để mà đếm được số lượng đó thì người ta sẽ phải có những kỹ thuật để mà test ra, để mà sàng lọc ra những đối tượng nào bị bệnh hoặc không bị bệnh. Đó là cái đấy thì mình cũng nói rồi, nhưng mà đây là mọi phần đều phải đi đếm cả. Đấy, như vậy anh thấy ở đây là P ngày 1 tháng 1 là ngày 3/120, P của ngày 31 tháng 12 là 4/100, đúng không ạ? Tôi đã đều chia cho đối tượng là 1.000, thì nó vẫn số là 1.000, thì ở đây là 25/1.000 và 40/1.000, đúng không ạ? Đấy, tỷ lệ này nó tăng, đúng không ạ? Nó tăng. Đó, thì nó hiện mất thời điểm, một cái thời điểm nhất định nào đó cắt ngang tại một thời điểm, đúng không? Thì các bạn sẽ tính được, các bạn sẽ đi đếm hiện tại thời điểm này bao nhiêu ca mà các bạn chia cho tổng dân số của cái thời điểm đó, được chưa? Và tất nhiên đây là một tỷ lệ phần trăm, thì mẫu số nó bao gồm phần dân số nhé. Thế bây giờ chúng ta sang cái thời khoảng, anh thời khoảng là như thế nào? Số trường hợp bệnh đã mắc từ trước hoặc mới mắc trong cái thời khoảng chúng ta quan sát nhé. Chia cho quần thể tại thời điểm chúng ta nghiên cứu, quần thể chúng ta nghiên cứu. Thì đây các bạn đoán cho tôi trong ví dụ đi luôn, bạn nào tính được không? Bray của thời khoảng của tôi là năm 2019, chưa? Thì P năm 2019 là bao nhiêu? Tức là tôi tính từ tháng 1, tháng 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12, năm 2019, P là bao nhiêu? Thế cái là các bạn tìm giúp tôi cái tử số là bao nhiêu đã? Tử số là bao nhiêu người? Em cho đây tử số là 8 người ạ. 7 ạ, 7 người. 7 người, đúng không? Khi mà đếm như này, khi mà gặp nó đếm thì chúng ta phải đếm chính xác, đúng không? Phải đếm chính xác, trong thực tế cũng vậy. Chúng ta phải thống kê một cách chính xác cái số lượng này, bao nhiêu người bị bệnh trong khoảng thời gian đấy. Và tất nhiên là khi mà đã liên quan đến con người đếm thì nhiều khi cũng sẽ bị nhầm lẫn, đúng không? Ca này sang ca kia, và năm này sang năm kia, hoặc là bị thiếu một ca đi, hoặc là bị thêm. Thì đây các bạn thấy là từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 chúng ta có gì ạ? Là 7 ca, bởi vì sao ạ? Cái ca số 6 là như thế nào ạ? Ca số 6 là như thế nào? Đó, nằm ngoài khoảng. Ngoài khoảng. Đúng rồi, nằm ngoài khoảng thời gian mà chúng ta quan sát. Thế thôi, bởi vì đây đoàn định B của 2019 mà. Chúng ta sẽ có 7 mẫu tử số. Thế mẫu số chúng ta có bao nhiêu? Câu chuyện mẫu số chúng ta sẽ có bao nhiêu? Mẫu số là 110 người. Mẫu số là 110 người, tại sao? Nó là trung bình của khoảng thời gian từ mùng 1 tháng 1 2019 đến 31 tháng 12 2019 ạ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Nó là trung bình giữa hai khoảng thời gian đó nha. Bạn Duyên phải không ạ? Vâng ạ. Ừ, cảm ơn Duyên. Chúng ta tính trung bình giữa hai khoảng thời gian đầu chúng ta quan sát, được chưa? Thì là lấy 120 cộng 100 chia cho đôi là 110. Đấy, đấy là một trường hợp nhất. Nhưng trường hợp thứ hai, tôi không có cái dân số đầu thời điểm và tôi không có dân số cuối thời điểm. Bây giờ tôi lấy một dân số giữa thời khoảng được không? Và cụ thể là thời khoảng là thời khoảng nào? Tôi có cách tính thứ hai để tính trung bình của quần thể này. Thế các bạn, chúng tôi là ngoài cái việc cộng trừ nhân chia đôi giữa đầu thời khoảng và cuối thời khoảng, chúng ta chia đôi ra và chúng ta có cách tính nó khác không để mà tính cái dân số của cái quần thể này trong thời khoảng năm 2019. Chúng ta còn cách tính nào được không? Các bạn nhớ lại một chút giúp tôi trong cái cuộc điều tra dân số ạ. Dân số, thì chẳng hạn dân số của một tỉnh, một huyện ấy, người ta thống kê báo cáo dân số là bao nhiêu, biến động này. Thì thường người ta sẽ lấy, nếu người ta không lấy từ đầu thời khoảng, cuối thời khoảng. Và tất nhiên thì người ta sẽ không thể nào mà thống kê được là từng ngày một, từng ngày một, từng ngày một nó bao nhiêu, xong người ta cộng vào chia ra cho 365, đúng không? Đấy. Mà người ta sẽ lấy từ đầu thời khoảng, cộng cuối thời khoảng và từng chia đôi, hoặc người ta sẽ lấy vào cái địa giữa thời khoảng, chính giữa thời khoảng của năm 2019 đó. Và chính giữa thời khoảng của năm 2019 là vào ngày bao nhiêu? Ngày bao nhiêu? Thưa ông, người ta sẽ lấy điện ngày 31 tháng 7 nhé. Ngày 31 tháng 7. Nếu mà tính vào dân số của một cái
tỉnh hay một cái huyện nào đó, hay một cái phường xã nào đó thì người ta sẽ lấy thống kê vào ngày 31 tháng 7 nha, thường là như vậy, được chưa? Để người ta lấy cái dân số ở cái thành quả nó của cái làng đó, được chưa? Và trong ví dụ này của chúng ta thì rõ ràng chúng ta có đầu thành quả bao nhiêu, cuối thành quả bao nhiêu rồi thì chúng ta sẽ chia đôi, đó là 110 thì 7 trên 110 đó. Chúng ta sẽ tính được 0.063 tức là 6.3% 2.6 và bằng nghìn. Tức là cứ 1.000 người chúng ta sẽ có 63 người mắc bệnh. Đấy, cứ 100 người chúng ta sẽ có 6.3 người mắc bệnh. Đấy, thì anh báo cáo cho tôi tính nghe cái câu mà 1.000 người có 63 người hơn. Đấy, thì đồng ý phải, đúng không? Thì nghe 6.3 người nghe nó đau thương hoặc nghe nó không được hợp lý. Đấy. Hoặc là thường người ta nếu điểm 6.3 thì người ta sẽ nói là cứ 100 người thì khoảng 6 người mắc bệnh. Thế thôi, người ta nói con số rời rạc. Đúng không? Những người 6.3 người đấy thì cái người mà 0.3 đấy là người như thế nào, đúng không? Nghe nó cũng được phù hợp. Hoặc có thể là 6, trong 1.000 người thì có 6.3 người mắc bệnh, thế thôi. Cứ tưởng rằng về bản chất đó vẫn là 0.063, được chưa? Đó, đó là số đo hiện mắc thời khoản. Trong cái số đo mắc thời khoản này quan trọng nhất là các bạn sẽ phải biết cách tính dân số ở thời khoản đó là như thế nào. Còn trên tử số là các bạn vẫn đi đếm, câu chuyện vẫn đi đếm, đúng không? Và cái mẫu số cũng vẫn đi đếm, nhưng mà có lưu ý một chút là thời khoản chúng ta đếm xong tôi có trừ nhân chuyển thế nào để tính ra được cái dân số ở thời khoản đó nhá. Đơn giản chưa, cực kỳ easy, đúng không? Trong cái tỷ lệ hiện mắc và chúng ta có hiện mắc thời điểm hiện mắc thời khoản nhá. Sang cái vai trò của sự số hiện mắc này như thế nào, tức là xác định được tình hình bệnh tật thực tại hay mô tả cái bệnh tật trong cái dân số đó nhá. Bởi vì chúng ta có nói rằng là cứ 100 người trong quần thể chúng ta là có bao nhiêu người thì nói đến mức độ lớn của bệnh, cái quy mô của bệnh, nó bao quát dân số của chúng ta như thế nào đó. Chứ còn nếu chúng ta nói 100 người thì có đến 90 người, 100 người thì còn bao quát với cả dân số còn gì nữa, đúng không? Mức độ lớn đấy. Còn 100 người thì có không được thì thật sự rất nhỏ. Từ đó giúp chúng ta lập cái kế hoạch nhu cầu điều trị, số giường bệnh, trang thiết bị cơ sở y tế là nhân lực để mà sao để giải quyết. Thế bây giờ cái cơ sở nhân lực, cái trang thiết bị y tế của anh chỉ có thể giải quyết được là 50. Cái tỷ lệ hiện mắc là 50/100 thôi, hay 100 người cứ 100 người giải quyết được 50/100 thôi. Nhưng bây giờ cứ 100 người lên đến 90/100, rõ ràng anh bị gồng gánh. Tức là lúc đầu một nhân viên y tế sẽ phải giải quyết được 100 người thôi, ví dụ đấy. Bây giờ một nhân viên y tế phải gánh lên 200 người, rõ ràng không thể làm mà giải quyết được. Không thể làm giải quyết được cái tỷ lệ hiện mắc đó. Thế nó sẽ sinh ra các bạn thấy. Các bạn có thể để ý với dịch bệnh COVID-19, các bạn thấy là chúng ta là rất là linh hoạt trong những cái chính sách cũng như là những biện pháp. Các bạn thấy lúc đầu ấy, chúng ta đưa lúc đầu mùa được chúng ta có số lượng mắc chưa nhiều, F0 được đưa đón tận nơi, đúng không? Chăm sóc tận nơi, đưa đến một khu để điều trị và cách ly. Đấy. Điều trị xong rồi có hoa tặng chúc mừng Hà Nội, đúng không? Đấy. Bởi vì lúc đó sao? Lúc đó nguồn lực của chúng ta đã vững được, điều trị được hết tất cả F0 mà đưa đi để cách ly để điều trị được. Nhưng bây giờ chúng ta số lượng F0 quá nhiều rồi, cho nên chúng ta có cái ban hành hướng dẫn điều trị tại nhà, đúng chưa? Để chăm sóc điều trị tại nhà. Cộng thêm về có cái việc là có vaccine nữa thì việc là mức độ nguy cơ của bệnh nó nhẹ lên rất nhiều. Đấy, từ cái đấy thì chúng ta sẽ phát triển được xu hướng của dịch là tỷ lệ hiện mắc sắp với mắc sắp tới là bao nhiêu thì chúng ta phải ban hành những cái quy định hướng dẫn kia, đúng không? Chứ không phải ngẫu nhiên chúng ta ban hành những quy định đấy đâu. Mà chúng ta phải dựa trên những cái báo cáo tỷ lệ hiện mắc, tỷ lệ mới mắc, đúng không? Dựa trên cái số bệnh, số giường bệnh trên 1.000 dân, số lượng cán bộ y tế trên kế hoạch thì chúng ta mới ban cái quy định đó để mọi người dân sắp tới số lượng mắc nó lên cao như vậy thì mọi người có thể tự chăm sóc. Chứ bây giờ các bạn thấy F0, bây giờ F0 đời đầu sướng không? F0 đời sau thì như thế nào, đúng không? Phải không ạ? Đấy là có sự khác biệt trong cái việc là lập lên kế hoạch y tế dựa trên những cái tỷ số, tỷ lệ hiện mắc, tỷ lệ mới mắc có thể đáp ứng nguồn lực này như thế nào, phải không ạ? Đấy là vai trò của số hiện mắc hay là cái tỷ lệ hiện mắc. Dù là tỷ lệ hay tỷ số như thế nào nữa thì cái việc mà đi đếm, cái mà tính cái tần số này, mẫu số, tần số này như thế nào rất là quan trọng nhá. Thì hiện mắc thời điểm và hiện mắc thời quả thì nó khác nhau như thế nào? Đối với hiện mắc thời điểm thì thường được dùng cho các cái bệnh mãn tính hơn là những bệnh cấp tính. Đấy. Được chưa? Thường là dùng các bệnh mãn tính hơn bệnh cấp tính. Còn hiện mắc thời khoản sao? Hiện mắc thời khoản thì ổn định hơn, đo lường bệnh tốt hơn, bởi vì là trong một khoảng thời gian chúng ta quan sát, đúng không ạ? Và bao gồm tất cả những trường hợp bệnh mới hoặc là các ca tử vong,
sự kiện ngừng. Bởi vì là trong một thực quản đó chúng ta sẽ biết được là cả những ca tử vong nữa. Đó. Chúng ta sẽ đến cả, có thể là cả những ca tử vong và cả trường hợp mới mắc. Còn tại một thời điểm đó thì bạn sẽ bị thiếu hụt đi những cái số ca mới mắc so với thời khoản. Phải không ạ? Rõ ràng rồi, đánh giá tại một thời điểm thì nó sẽ không bao quát. Cũng giống như việc bây giờ tôi đánh giá cái quá trình học tập của bạn. Tôi đánh giá kết quả học tập của bạn. Tôi chỉ đánh giá một thời điểm 56 này. Tôi đánh giá thời điểm 55 này. Cái đánh giá thời điểm 54 này nó không nói lên cái năng lực học tập của bạn được, đúng không ạ? Hay tôi đánh giá thì một học kỳ 1 không nói đến cái thời điểm không năng lực bạn, mà tôi sẽ phải đánh giá suốt cuộc quá trình của bạn học tập từ điểm 1 đến điểm 4 này, phải không ạ? Thậm chí đây còn có đánh giá năng lực, có thể đánh giá cả năng lực cấp 3 nữa để giải thích được tại sao năng lực hiện tại của bạn như thế nào, phải không ạ? Đây. Thì đây là có cái tỷ lệ hiện mắc thời điểm thì thường được dùng cho các bệnh mãn tính hơn các bệnh cấp tính. Rồi tại sao lại như vậy? Rồi các bạn tại sao lại như vậy? Các bạn suy nghĩ chúng tôi tại sao lại như vậy? Tại sao thường là dùng các bệnh mãn tính hơn bệnh cấp tính? Tôi biết mắc cái điểm này. Thưa thầy, theo nghĩ nếu mà dùng cái tỷ lệ mắc tiến mắc ở thời điểm mà dành cho bệnh cấp tính thì sẽ không mang tính tổng tổng quát. Còn bản tính thì mình đã thống kê và mình theo dõi được trong một khoảng thời gian rồi thì tại thời điểm mà mình theo dõi thì nó sẽ chính xác hơn và mang tính khách quan hơn. Ừ. Rồi, cảm ơn cậu. Một lời chính xác rồi, đúng không ạ? Bởi vì những cái bệnh cấp tính thì đối với này cái thời điểm đánh giá ngắn một tại một cái thời điểm nhất định mà, đúng không? Thì những bệnh cấp tính kia nó có thể nó phát triển nhanh và hết luôn, đúng không? Chúng ta không thể đánh giá được. Đấy. Còn những bệnh mãn tính kia nó kéo dài đầu thời khoản đến cuối thời khoản nó vẫn như vậy. Đúng không? Nó vẫn còn như vậy thì chúng ta phải đánh giá tại một thời điểm thôi là được. Đúng không? Đấy. Còn khi mà cấp tính kia nó có thể là xuất hiện từ đầu khoảng từ thời điểm hoặc là cuối thời điểm mà chúng ta đánh giá ở giữa thời điểm là chúng ta bị mất những trường hợp ấy rồi. Đấy, phải không ạ? Thì thường là còn đối với những bệnh mãn tính thì nó kéo dài từ đầu thời khoảng đến cuối thời khoảng thì chúng ta đánh giá thời điểm nào cũng được. Được chưa? Đấy. Thì nó phù hợp hơn nhá. Nó được khác nhau một chút giữa cái tỷ lệ mắc thời điểm và thời khoảng mà chúng ta ứng dụng vào trong thực tế là như thế nào nhá. Rồi, chúng ta sang cái tỷ lệ mới mắc. Ta xong cái tỷ lệ hiện mắc rồi. Chúng ta sang cái tỷ lệ mới mắc. Đấy, tỷ lệ hiện mắc rất đơn giản như vậy thôi. Đi đem cái mẫu số và tần số rồi. Và nhớ cái mẫu số là quan trọng là cái việc là mẫu số thời điểm và mẫu số thời khoản nó khác nhau như thế nào, đúng không ạ? Thời khoản chúng ta cộng vào chế độ khoản giữa thời khoản. Số mới mắc và tỷ lệ mới mắc. Số mới mắc bao gồm các ca bệnh mới phát hiện trong khoảng thời gian nhất định. Mô tả tốc độ phát triển của bệnh trong dân số. Thì tỷ lệ mới mắc được tính như sau: bằng số mới mắc trên tổng số quần thể có nguy cơ. Trên tổng số quần thể có nguy cơ. Nha. Và thường là những cái tỷ lệ mới mắc này được ứng dụng trong những nghiên cứu thực tập, tức là có theo dõi nghiên cứu thực tập và theo dõi. Thực tập tương lai, thường thực tập tương lai để theo dõi tháng 1 đến tháng 12 năm 2012. Và dân số nguy cơ đây tôi nhắc lại, nó là người có nguy cơ mắc bệnh, không bao gồm người mà đã hoặc đang có bệnh hoặc những người mà không có cả nhiễm với bệnh, tức là gen, miễn dịch và tiêm chủng, không bao gồm những người mà đã có bệnh thì thường ở đây thì thường những chẳng hạn như trường hợp quan bệnh mà vẫn là có nguy cơ, điểm cốt lõi là người có nguy cơ mắc bệnh thế thôi. Còn nếu họ không nguy cơ mắc bệnh thì loại họ ra, phải không ạ? Thế nó tùy từng người, tùy từng cái bệnh một mà chúng ta tính được cái số người nguy cơ này nhá, đúng không? Tôi nhắc lại một lần nữa, với trường hợp mà đã có bệnh nhá, thì chúng ta khi nào loại mà chúng ta vẫn đưa vào, hoặc là khi nào vẫn đưa vào. Chẳng hạn đối với quai bị, bạn đã có bệnh quai bị rồi, lần sau bạn sẽ không bị quai bị nữa, hệ miễn dịch xuất đơn, phải không ạ? Thì bạn phải loại những người đã có bệnh quai bị ra. Còn đối với Covid-19, bạn đã bị từng mắc Covid-19 rồi nhưng bạn vẫn có nguy cơ mắc lần 2, lần 3, lần 4,
trải nghiệm, phải không ạ? Thì bạn phải tính những người đó bạn. Đấy, thế nên tùy từng cái bệnh khác nhau mà chúng ta sẽ đưa hoặc loại bạn bỏ những người đã có bệnh ra. Đấy. Và điều có nói ở đây là một số đấy là người có nguy cơ mắc bệnh. Thế thôi. Đấy, thì để dễ hiểu nhất là người có nguy cơ mắc bệnh, tức là họ có khả năng sẽ bị mắc bệnh. Chưa? Đấy, cũng như vaccine của bạn, vaccine, có những vaccine mà miễn dịch tạo miễn dịch chủ động suốt đời, có những vaccine thì chưa thể tạo miễn dịch chủ động suốt đời, vaccine COVID-19, phải không? À, chúng ta nhắc lại mũi thứ 3, mũi 4, thậm chí mũi thứ 5, 6 thì tôi chưa rõ, đúng không? Nhưng mà rõ ràng vẫn có khả năng bị mắc bệnh, đúng không? Vẫn có khả năng bị mắc bệnh. Nên là khi mà bộ y tế khuyến cáo khi tiêm vaccine rồi thì tuân thủ 5K, nó có cái lợi ích là khi mà bị bệnh thì nó triệu chứng nó nhẹ hơn thôi, phải không? Đó thì các bạn lưu ý ở đây, các bạn là người có nguy cơ mắc bệnh nha. Thế thì để lấy cụ thể trong cái tỷ lệ mới mắc năm 2019 này à, thì các bạn tính chúng tôi cái tỷ lệ mới mắc dân số năm 2019 là 110 người. Đấy, tôi cung cấp cho bạn là cái địa mẫu số luôn 110 người. Thế bây giờ các bạn tìm cho tôi cái tỷ lệ mới mắc của cái quần thể này năm 2019 này là bao nhiêu? Và tôi lấy cụ thể ở đây là những cái trường hợp mà đã mắc rồi thì là họ sẽ không bị mắc bệnh nhé. Chúng ta lấy những thông thường trường hợp đã mắc bệnh rồi, những cái bệnh rồi, bệnh dịch rồi thì sẽ không mắc nữa. Trong trường hợp là những người đã mắc bệnh rồi thì sẽ không mắc nữa. Giúp tôi đi. Và tôi sẽ gọi bất kỳ nhé. Tôi sẽ gọi bất kỳ nhé. Thì tôi sẽ không gọi những bạn thân quen, những bạn quen, gương mặt thân quen nữa, đúng không? Tôi sẽ gọi bất kỳ nhé. Tôi cho các bạn 2 phút. 2 phút tiến tĩnh. Bạn tính được ra chưa? Đừng có bất kỳ nhé. Đừng có bất kỳ chút cho nó hồi hộp này. Tất cả cái độ gây cần. Xin mời bạn Bùi Như Quỳnh ạ. Bạn Bùi Như Quỳnh có ở đây không? Nào, xin mời em, xin mời Bùi Như Quỳnh. Em bật mic lên đi.
Là bùi như mình bật mic lên đi ạ. Rồi. Bạn chuẩn bị đâu ạ? Alo ạ. Ừ. Thầy, máy tính của em vừa nãy em nói phải chuyển sang điện thoại. Thưa thầy, tỷ lệ mới mắc của em tính là trên 110 ạ. Bao nhiêu ạ? 4/110 ạ. 4/110. Các cái ca bệnh mà em đếm đấy là bao nhiêu? Bao nhiêu cái này là những ca nào? Ca 4, ca 3, ca 5 và ca 8. Ca 4, ca 3, ca 5 và ca 8. Và các bạn, bạn chia là 4/110. Rồi, cảm ơn Quỳnh. Các bạn đáp án của bạn Quỳnh. Thế còn các bạn khác thì sao? Thầy, em thì em lấy 4 chia cho 107, tức là trừ 3 ca đã mắc vào ngày 1 tháng 1. 4 chia cho 107, tức là trừ đi 3 ca đã mắc, đúng không? Rồi, đó là một phương án của bạn Châu Anh, đúng không? Rồi, cảm ơn Châu Anh. Bạn nào có phương án khác nữa không? Thầy là 7 chia 109 ạ. 109 này. Tại sao? Em đến thế nào? Em từ đi ca số 6 này. Nó là 109 ạ. Rồi, chia đi ca 6 thì là còn 7 ca đúng không? Và em chia cho 109. Rồi, thì đó là một ý kiến. Rồi, cảm ơn em. Bạn nào có đáp án khác nữa không? Thầy, em nghĩ là 7 chia cho 103. 7/103. Rồi, đấy là ý kiến của em. Cảm ơn em. Rồi, bạn đáp án khác nữa không ạ? Thầy, em thêm đáp án nữa đi ạ. Ừ. 6 chia cho 0. 6 chia bao nhiêu? Thưa thầy, 6 chia cho 104 ạ. Đã thêm một đáp án nữa. Rồi, cảm ơn công. Và là có đáp án khác nữa không? Càng nhiều đáp án càng tốt, chúng ta sẽ thấy được những sự đa dạng của trong một bài tập, chúng ta thấy sự đa dạng. Thầy, em đã làm 4/103. 4/103. Ừ, cảm ơn Tuấn. Thêm một đáp án nữa là 4/103. Ngoài những đáp án các bạn, trên đưa trên này thì các bạn thấy là chúng ta còn đáp án nào khác nữa không ạ? Bạn thấy chúng ta có đáp án nào khác nữa không? Bạn nào có đáp án khác nữa không? Có thể chúng ta đưa ra cơ hai khi một bài tập chúng ta đưa ra rất nhiều góc cạnh được nhiều đáp án. Có chuyện đó là vấn đề đúng sai, chúng ta cứ theo cái kiến thức mà chúng ta thấy có được và chúng ta tính toán. Cái điều quan trọng ở đây là các bạn đưa ra được con số, các bạn tính toán được con số, còn hơn cái việc là các bạn sẽ không đưa ra một con số nào cả, đúng không? Đấy là nguyên lý và cái điều quan trọng, tức là chúng ta tự giác tích động, tự giác chủ động trong cái việc là tư duy, đúng không? Còn tôi chưa nói vấn đề đúng sai. Bạn nào có ý kiến khác nữa không? Vậy là 4/107. 4/107. Đấy, thì lại thêm một đáp án khác nữa đúng không? Và chúng ta có những người mà có tử số cùng nhau nhưng mẫu số sẽ lại khác nhau, đúng không? Và ngược lại, chúng ta sẽ có các bạn tử số và mẫu số đều khác nhau. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn một bạn cuối cùng nhé. Nào, chọn một cái bạn xem là bạn nào. Xem là bạn nào tên dài nhất xem. Lớp mình ai tên dài nhất? Đây rồi. Nguyễn Thị Phương Thảo. Một trong số
biệt giải đấy, đúng không? Khác biệt thì một chút. Xin mời bạn Phương Thảo. Dạ, em là thầy. Em là 4/107 ạ. 4/107, giống với đáp án của các bạn vừa rồi, vừa điều chỉnh. Thêm một bạn nào đó là tên ngắn nhất đi. Cảm ơn Thảo nhé. Bạn tên ngắn nhất nào. Trong số những người tên ngắn của tập trà biết là điều này ai là tên ngắn nhất, đúng không? Mời bạn Đào Thị Hoa. Xin mời Hoa. Alo. Em như thầy là 7/103 ạ. 7/103, bắt đầu giống với cái đáp án còn lại rồi. Tức là theo nguyên tắc mà cảm ơn bạn, tức là theo nguyên tắc bão hòa này. Khi mà tôi phóng vào định tính ấy, bão hòa này, khi mà tìm thấy một cái thông tin từ 9 đến 10 mà bắt đầu quay trở lại với thông tin ban đầu rồi thì tôi sẽ ngừng, không khảo sát nữa. Đúng không? Bởi khi đấy là thông tin đã bão hòa rồi, không có những đáp án khác mới nữa, không tìm được những cái vấn đề mới nữa trong cộng đồng nữa. Thì thôi, tôi sẽ dừng lại ở đấy và tôi sẽ đưa cho bạn đáp án. Bạn này thì bạn nào đúng nhỉ? Bạn nào? Tuấn đúng không? 4/103 đúng không? Quá, wow. Vậy Tuấn lại đưa 4/103. Ừ. Thế bây giờ nhờ Tuấn đếm cùng các bạn nhé, đếm cùng bạn Tuấn chỉ ra cùng các bạn là 4 ca đấy là ca nào? Ca mới mắc. Chúng ta đếm bây giờ là tỷ lệ mới mắc đúng không? Chúng ta đếm ca mới mắc trong năm 2019 thôi. Trong cái thời gian chúng ta quan sát thôi thì Tuấn đến giúp tôi để các bạn cùng nhìn rõ là ca nào mới mắc 2019 ạ. Em bật lại bích bể gần bích hơn một chút. Em với thầy là K4, K3, K5, K8 ạ. K4, K3, K5, K8. Đấy các bạn thấy chưa? Là những ca mới mắc đúng không ạ? Tại vì đây là thời điểm cái dấu nó là một cái dấu gạch ngang, đầu dấu gạch ngang đến thời điểm bắt đầu, cuối dấu gạch ngang là kết thúc ca bệnh, có thể là khỏi hoặc là tử vong, đúng không? Đấy thì điểm biểu thị cho có trường hợp mắc mới mắc hết rồi mà. Đấy còn những cái ca 1 này, ca 2 này, ca 7 này thì là những cái ca mà nó mắc trước ngày 1/1/2019 rồi, đúng không? Thì là kéo dài vào năm 2019. Hay như ca 6 này, thì là ca mắc ngoài 6/2/2019 bắt đầu là mới mắc, đúng không? Đấy chúng ta thống nhất được cái mẫu tử số đầu tiên là cái ca mới mắc trong năm 2019 là 4 ca. Cái câu chuyện là chúng ta vẫn đi đếm thôi, mà đếm nào cho nó đúng nhưng là quan trọng. Còn bản chất thì có cái gì nó khó khăn phức tạp đúng không? Đếm thôi, đếm số lượng quan trọng. Thế bây giờ chúng ta đếm là cái mẫu số, số người nguy cơ, quần thể nguy cơ, đúng không? Thì ở đây bao nhiêu người ạ? Bằng 410 trừ đi 7 người đã mắc. Ừ. 7 người đã mắc đấy là những ca nào? Có thể là K1, K2, K7, K4, K3, K5, K8 ạ. Ừ, K8 thì không phải là K6 đúng không ạ? Tức là ở đây các bạn sẽ biết rõ giúp tôi là chính vì ở đây là trong cái thời khoảng, trong cái mới mắc đúng không ạ? Trong cái thời khoảng, trong khoảng và ra quan sát dài như thế này thì chúng ta có những cái ca mà đã mắc rồi, đã thấy rõ rồi là gì ạ? K1, K2, đấy, K7 là những ca mới mắc từ trước rồi, đúng không ạ? Tiếp theo vẫn có những ca mắc trong khoảng thời gian này tiếp và chúng ta có những K3, K4, K5 và K8 thì chúng ta không cộng thêm ca này nữa. Đấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ về 4 cộng thêm 3 nữa thì là 100 người trừ 7 người này thì bằng 103. Đấy, thì cái điều quan trọng ở đây là các bạn phải đếm được cái điểm cái quần thể dân số nguy cơ. Đấy, quần thể dân số nguy cơ nhá. Được chưa? Đó là cái tỷ lệ mới mắc của năm 2019, mới mắc 2019. Thế thì khi mà các bạn đếm được như vậy, đây là một cái bài tập nó đơn giản thôi, thì cái số lượng nó ít, nó không nhiều. Nó trong cộng đồng số lượng nó nhiều rất nhiều thì tất nhiên người ta sẽ có những cái cho phép được cái tỷ lệ sai số, đúng không? Đấy, nhưng mà cái điều quan trọng hơn là các bạn phải biết được cái cách đếm là một này, và áp dụng cái đếm chính xác đấy vào trong mẫu số và tử số và áp dụng vào trong công thức đúng là cái tỷ lệ hiện mắc hay là cái tỷ lệ mới mắc. Và khi tôi cho các bạn làm bài tập thực hành hoặc là khi các bạn làm câu hỏi cái thi kết quả thì cũng dựa trên những bài tập như thế này thôi, nó không có gì phức tạp cả. Và tôi cho số lượng nó cũng ít thôi, không hề nhiều, có thể 100 người hoặc là 200 người, không nên đến 1 triệu người mà để gây khó của bạn là chấm chấm đi ra làm gì thì nó khó.
Đấy, ví dụ về cái tỷ lệ mới mắc, được chưa? Về tỷ lệ mới mắc được bạn tính toán. Thế thì bây giờ các bạn đã tìm hiểu được về cái tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mới mắc được tính như thế nào rồi, được không? Trong đó thì các bạn phải lưu ý ở cái mẫu số ấy, các bạn đếm nó chính xác ở cái mắc thời quản và cái mẫu số ở cái gì ạ? Ở cái tỷ lệ mới mắc này nó phải là dân số của dân số đích cơ. Thì ở đây thì các bạn sẽ tính được cái tỷ lệ hiện mắc và mới mắc. Thế vậy thì cái mối liên quan giữa hai anh này là như thế nào? Mối liên quan giữa hai anh này là như thế nào? Đấy, thì anh hiện mắc tăng thì anh mới mắc giảm mà. Anh mới mắc tăng thì anh hiện mắc giảm mà, hay như thế nào? Nó có mối quan hệ gọi là thuận hay là mối quan hệ nghịch, đúng không? Thì đây các bạn, đấy là tôi sẽ cung cấp cho bạn cái mối quan hệ cho bạn có một cái hình ảnh như sau. Rõ ràng, hành số mới mắc này, ngoài số mới mắc này, nó được ví như những giọt nước nhỉ, những giọt nước, những vòi nước này. Khi mà giọt nước nó rơi xuống dần, cứ đổi một cái gọi là một cái chậu hay là một cái điểm, thì ở trong đây cũng thể là một cái quần thể số trường hợp hiện mắc. Khi nó rơi vào nhiều ấy, thì cái số hiện mắc tăng dần. Thì cái anh mới mắc tăng, thì số hiện mắc sẽ làm tăng dần. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến những yếu tố nữa. Tăng giảm lại biệt với tiêu lớn, nhớ số, những số trường hợp bị tử vong, di cư hoặc bệnh. Tức là hiện tại trong những anh mà đang mắc này, thậm chí là anh mới mắc sắp tới nó sẽ thành trở thành là đang mắc, đúng không? Thì những cái anh đấy, anh sẽ bị tử vong hay là anh sẽ được điều trị khỏi bệnh. Tức là cái gì, nó ra khỏi cái nồi hơi của mới mắc, của biến mắc này, đúng không? Ra khỏi cái chủng quần thể mới mắc, của mới hiện mắc này, đúng không? Hoặc là gì ạ? Những cái người khỏe mạnh, hoặc thậm chí là những người mà đang mắc bệnh thì họ di cư đến nơi khác, đúng không? Họ di cư đến khác, chẳng hạn những trường hợp đang mắc bệnh ở thành phố Hà Nội này, đấy, để di cư về quê để được điều trị, đúng không? Và là những người đang khỏe mạnh ở Hà Nội này, họ về quê thì họ tự cách ly, họ tránh dịch, phải không? Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ hiện mắc kia, ảnh hưởng đến tỷ lệ hiện mắc kia. Thì cái tỷ lệ hiện mắc này sẽ ảnh hưởng bởi yếu tố là số mới mắc cũng như số trường hợp tử vong, di cư và khỏi bệnh. Thì chính vì vậy tôi sẽ có cái công thức là P bằng Y nhân D. P đây là tỷ lệ hiện mắc, Y đây là tỷ lệ mới mắc, ngọc vẫn giống như vừa rồi thôi. Cung cấp cho bạn cái P bằng Y. D ở đây là thời gian kéo dài trung bình của bệnh. Thời gian kéo dài trung bình của bệnh. Và thì các bạn thấy ở đây là sao ạ? Nếu mà thời gian trung bình kéo dài của bệnh càng dài thì cái tỷ lệ hiện mắc làm sao? Càng cao hay càng thấp? Càng cao tại sao? Các bạn giải thích dùng được không? Dạ, theo như phép tính này thì một đầu tiên là nó là một cái tỷ lệ thuận ạ. Và theo như em hiểu thì cái thời gian kéo dài bệnh trung bình càng dài thì cái số ca mắc thì nó sẽ cứ nó được tích lũy càng nhiều hơn ạ. Thì cái tỷ lệ hiện mắc nó sẽ cao hơn. Đúng rồi. Khi mà cái thời gian kéo dài trung bình càng dài thì cái số tích lũy được cả bệnh mắc nó càng nhiều hơn, đúng không? Trong khi đó là cái số anh khỏi thì lại thấp, bởi vì là cái ca bệnh kéo dài đến một năm kéo dài như vậy mà, đúng không? Mà rõ ràng là số tích lũy nó càng nhiều hơn. Đấy, rồi cả một kiểu anh. Tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái công thức như sau. Đấy. Nếu P thấp dưới 10%, nếu P thấp dưới 10%, ta có cái công thức P bằng Y nhân D. Nó P thì để mắc, Y là để mới mắc, và D là bệnh kỳ của bệnh. Nếu mà P dưới 10% thì chúng ta sẽ có công thức này. Còn nếu P mà trên 10% thì chúng ta sẽ có công thức P bằng Y nhân D chia cho 1 cộng Y nhân D. Đây, tôi nhắc lại. Nếu P dưới 10% ta có công thức P bằng Y nhân D, trong đó P là tỷ lệ hiện mắc, Y là tỷ lệ mới mắc và D là bệnh kỳ của bệnh. Còn nếu P mà từ 10% trở lên ta sẽ có công thức là P bằng Y nhân D chia cho 1 cộng Y nhân D. Vẫn là P là tỷ lệ mắc, Y là tỷ lệ mới mắc và D là bệnh kỳ của bệnh. Thì câu hỏi thì chúng ta phải đặt ra ở đây là tại sao là như thế? Tại sao là P nhỏ 10% chúng ta có công thức kia và P lớn 10% chúng ta lại có cái công thức như vậy? Tại sao lại như vậy? Thì đây chính là cái câu hỏi bài tập ngày hôm nay của bạn nhé. Câu hỏi bài tập ngày hôm nay của bạn, và các bạn phải trả lời chúng tôi vào, các bạn gửi lại cho tôi cái file Word, cái file các bạn viết tay nhé.
và gửi lại cho bạn Công với bạn Giang lên cấp trưởng nhé. Được chưa? Tại sao? Tại sao là như vậy? Gửi lại cho bạn Công và bạn Giang Linh và nhờ Công thống nhất một file giúp mình và gửi lại cho mình nhé. Được chưa? Dạ vâng. Đó. Thì ứng dụng trong công thức này người ta thấy là như sau. Đối với bệnh sốt xuất huyết này, đấy, thì có y cái tỷ lệ mới mắc hàng tháng 100 trường hợp trên một tháng. Và P lúc nào cũng có 30 trường hợp làm điều trị tại bệnh viện, tức là cái tỷ lệ mới mắc. Thì lúc đó sẽ có bệnh kỳ là D sẽ bằng 30 trên 100, tức là 0,13 tháng, tức là 9 ngày. Đúng không? Thường bệnh sốt xuất huyết kéo dài khoảng 9 ngày. Như bệnh ung thư, chúng ta có tỷ lệ y mới mắc hàng năm là 6 trên 1.000 người trên trường hợp trên năm. D kéo dài cho bệnh ung thư đó cũng là tầm 3 năm, thì chúng ta sẽ có cái tỷ lệ lúc nào trong quần thể lúc nào cũng sẽ là 6 nhân 3 trên 1.000 người, thì là 18 người trên 1.000 người trên 1 năm. Tức là cứ 1.000 người chúng ta sẽ có 18 trường hợp mắc bệnh ung thư. Đấy. Thế đôi khi các bạn thấy, tưởng tượng công thức này chúng ta chỉ cần có điện số mới mắc và chúng ta có thời gian kéo dài của bệnh thì chúng ta sẽ tính được cái khoảng và chúng ta sẽ tính được một cái con số tỷ lệ tương ứng ở trong quần thể. Nhá, thì ở trong quần thể. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng đổ dồn thiết bị xuống chúng ta xem test về sàng lọc để chúng ta tính tỷ lệ đâu. Đúng không? Mà chúng ta có thể dựa trên cái số mới mắc. Và cái gì ạ? Cái số trường hợp mà và cái thời gian bệnh kỳ đó để chúng ta suy ngược lại cái P. Nhá, suy ngược lại với cái P. Đấy, chứ không phải lúc nào chúng ta đem sàng lọc 1 triệu dân nên xong rồi chúng ta sàng lọc bao nhiêu thứ. Đúng không ạ? Không cần. Mà chúng ta xem là ở một cái thành phố đấy cũng có 1 triệu dân như vậy thì cái số bạn tổng hợp lại cái số ca mới mắc được báo cáo của bệnh viện đấy, đúng không? Và bạn lấy cái thời gian bệnh kỳ của cái bệnh ung thư đấy đã biết đấy, đúng không? Bạn nhân với nhau bạn sẽ có thể ra được cái tỷ lệ. Và tất nhiên cái tỷ lệ này mang tính chất là tương đối, chứ không phải tuyệt đối, đúng không? Còn tương đối chính là con số có thể thay đổi, là tương đối, đúng không? Rõ ràng là đấy thì bạn thấy là những ứng dụng của cái công thức này rất là tốt, mang tính chất tham khảo để đánh giá cái mức độ lớn bệnh ở trong quần thể. Còn nếu các bạn bây giờ đem máy móc thì các bạn đem sàng lọc 1 triệu dân như thế tốn kém, không khả thi. Mà bây giờ còn báo cáo nhanh thì bạn không báo cáo được là tỷ lệ hiện mắc ở trong quần thể là bao nhiêu, đúng không? Đấy. Thì rõ ràng là các bạn sẽ thấy được là qua cái số ca mới mắc báo cáo ở các bệnh viện này, thống kê ba trường hợp ung thư này và cái thời gian kéo dài của thì bao nhiêu, chúng ta sẽ tính được cái tỷ lệ P ở trong quần thể này. Nhá, P này, mà P này tôi chắc là các bạn là nó chỉ là một con số để tham khảo thôi chứ không phải là một con số chính xác, nhưng nó cũng rất có ý nghĩa trong việc lập kế hoạch y tế, đúng không? Và con số chính xác thì chúng ta phải qua cái khảo sát, chúng ta tính cái cỡ mẫu đại diện cho cái tỉnh đấy. Đấy, chẳng hạn như là tỉnh đấy chúng ta làm đại diện giữa các huyện đồng bằng miền núi, bao gồm cả người nam người nữ tỷ lệ bao nhiêu, đấy, có nghĩa là đại diện cái mẫu đại diện cho một cái trên 1 triệu người đó để chúng ta tính tỷ lệ nhá. Nhưng mà nếu chúng ta không có nghiên cứu như vậy thì chúng ta có thể tính theo cái P như thế này, được chưa? À, khi mà P và nhân D, khi mà P cao tức là sống còn cao, điều trị tốt, bệnh phổ biến, sống còn cao, điều trị tốt và bệnh phổ biến. Thế tại sao khi P cao mà lại thì lại sống còn lại cao và điều trị tốt là bệnh phổ biến ạ? Tại sao? Tại sao khi tỷ lệ hiện mắc cao thì vấn đề phòng này điều trị tốt này bệnh phổ biến này? Thầy là chia P cao thì mình có thể nghĩ đến trường hợp là Y cao hoặc là D cao. Nếu mà D cao thì bệnh kỳ kéo dài thì có thể nghĩ đến là bệnh nhân sống lâu hơn, ít tỷ lệ tử vong là do điều trị tốt. Nếu mà y thì mới mắc cao thì sẽ nghĩ đến là bệnh phổ biến. Rồi, hoàn toàn chính xác, đúng không ạ? Rất đơn giản thôi, chúng ta giải thích qua cái công thức đầu tiên. Mời em giải thích một cái phần còn lại là bê tắc tử vong nhanh, điều trị hiệu quả nhanh, số mới mắc nhỏ. Nhưng thầy, về bê tắc thì nếu mà D thấp thì sẽ là bệnh tử vong nhanh, à bệnh nhân tử vong nhanh, hoặc là mình điều trị nhanh nên là bệnh kỳ ngắn. Bệnh kỳ ngắn và khỏi bệnh ngay, khỏi bệnh ngay để loại những cái trường hợp với lại, đúng không? Hoặc là số mới mắc sẽ nhỏ, là y nhỏ. Ừ, số mắc nhỏ tức là y nhỏ, đúng không? Thì sẽ làm với B thấp, đúng không? Rồi, cảm ơn Châu Anh rất nhiều. Đấy, dựa vào cái công thức này các bạn sẽ nhìn rõ mối quan hệ giữa P và Y và cả bệnh kỳ nữa. Đấy.
và hoặc cái mối quan hệ của nó có sự đối phó hay là sự quan hệ thuận nghịch như thế nào. Rất đơn giản thôi. Tôi nghĩ là khi mà tôi đã tách biệt từng cái nhỏ, từng cái nhỏ một ra thì các bạn sẽ dễ nắm bắt. Từ cái việc là bạn đi từ tần số đến cái việc các bạn biết tính các cái gì ạ, các cái tỷ lệ, các cái con chỉ số trong sinh lý học, nó rất là đơn, thực ra nó rất là đơn giản, đúng không? Và tách biệt nó ra, thì các bạn sẽ dễ nắm bắt hơn. Tức là ở đây chúng ta cứ đi nắm bắt từ cái nhỏ, trước, xong rồi đến những cái mà công thức sau này. Thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu mà các bạn chưa phân biệt được, bằng một cái các bạn đi tính tỷ lệ ngay, bằng một cái các bạn đi tính các tỷ số ngay thì rất là khó, sẽ khó. Đó, thì chính vì cái mối quan hệ như thế này thì các bạn thấy là khi để mà giảm cái tỷ lệ mắc, giảm tỷ lệ mắc chúng ta phải giảm số mới mắc, giảm số mới mắc thì bằng biện pháp chống dịch hữu hiệu, bảo vệ khối cảm nhiễm, tăng cường lây truyền, biện pháp dự phòng đặc hiệu vaccine, đúng không? Đấy, thì các bạn biết rồi. Ở trong phục bài chúng ta có ba gồm ba cái cấu phần, ba cấu phần thì ba yếu tố đó là gì, nguồn cảm nhiễm, đường truyền nhiễm và gì khối cảm nhiễm, ba cái này, đúng chưa? Nếu mà để mà cái mới số mới mắc giảm thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải đánh vào cái anh nguồn truyền nhiễm, đánh vào cái anh đường truyền nhiễm, đánh vào cái anh gì khối cảm nhiễm, đánh vào nguồn truyền nhiễm thì chúng ta phải chống dịch hiệu quả, bảo vệ khối cảm nhiễm, phải cắt đứt đường lây truyền và có biện pháp phòng bệnh đặc hiệu, được chưa? Và chúng ta giảm cái thời gian bệnh, bằng cách nào? Giảm cứ đi như thế, đúng không? Thì nếu giảm tỷ lệ mắc thì chúng ta có biện pháp điều trị tốt, rút ngắn thời gian điều trị, tăng cường sức khỏe của người dân, rồi là tỷ lệ chết mắc cao. Còn khi mà tỷ lệ mắc tăng khi nào, tỷ lệ mắc tăng khi mà tăng cái số mới mắc, tăng đi, đúng không? Thời gian bệnh dài, đến kéo dài, tỷ lệ chết trên mắc thấp, rồi là di cư người khỏe và người nhập cư người ốm, tất cả những anh người khỏe di cư đi và chúng ta đã nhập nhanh người bệnh ốm vào, đúng không? Rõ ràng là cái P nó sẽ tăng thôi. Bạn hiện tại của anh ấy đã nhiều người mắc bệnh, trong một thì đã nhiều người mắc bệnh rồi, mà anh lại nhập cư thêm những người mắc bệnh nữa thì rõ ràng là số lượng đêm của người ta mắc bệnh tăng cao trên cái mẫu số là cái quần thể gì ạ, của dân số đó, mà trong một thể dân số đó thì lại bị di cư bất người khỏe, rõ ràng nó sẽ lại càng tăng lên nữa, thì cái tỷ lệ hiện mắc. Rồi là cải tiến chuẩn đoán bệnh, tại sao? Tại sao là cải tiến chuẩn đoán bệnh thì giúp tăng cái tỷ lệ hiện mắc? Vì sao? Khi mà chúng ta tăng cải tiến cái chuẩn đoán bệnh, chúng ta sẽ phát hiện ra được nhiều người gì mới mắc. Câu chuyện đấy nó sẽ được ứng dụng đơn giản trong cái việc là dịch bệnh COVID-19. Lúc đầu chúng ta test PCR này, sau đó chúng ta làm cái test nhanh này. Bây giờ chúng ta càng test thì nó càng ra, có gì không? Càng test thì càng nhiều, có gì đâu, đúng không ạ? Lúc đầu thì chúng ta phải sử dụng cái test nhanh đến chưa thì sự hiệu quả nhiều. Tuy nhiên bây giờ cái test nhanh thì cũng đã cải thiện được cái chất lượng hiệu quả của test nhanh. Thế bây giờ càng test thì càng ra thì có gì đâu, mà không test nữa, hay là kỹ thuật không được cải thiện nữa, đúng không ạ? Mà vẫn phải dùng PCR thì cái thời gian nó lâu hơn. Còn bây giờ kỹ thuật cải thiện rồi, thời gian rất nhanh, sau 15 phút, sau 30 phút nó có kết quả. Và càng sớm test thì nó sẽ tỷ lệ mắc bệnh càng nhiều, không có cái gì đâu. Còn không test nữa thì là không thấy tỷ lệ, không thấy đếm số ca F0 nữa thì có gì đâu, đúng không? Đây là một số nước ấy. Một số nước họ tiến tới, họ dần dần họ không sử dụng, không test nhanh, không test nữa, đúng không? Và chỉ test những trường hợp nào mà chẳng có cái triệu chứng thôi, mà có triệu chứng, mà các trường hợp mà có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 thì chẳng sẽ tiến hành test nhanh hoặc có thể làm PCR, vậy thôi. Không cần phải test để làm gì nữa. Thì chúng ta đang khỏe mạnh như này thì không cần phải test để làm gì. Trường hợp nào nghi ngờ về triệu chứng hoặc là bạn cảm thấy sức khỏe không ổn, có nghi ngờ mắc các triệu chứng COVID-19 thì sử dụng test nhanh. Còn tôi nghĩ bây giờ mà các bạn mà đang khỏe mạnh này, các bạn test, đôi khi các bạn cũng nhận kết quả dương tính và như thế là các bạn cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng ở đây dương tính, nhiều khi còn dương tính giả nhé, đúng không? Dương tính giả chứ không phải là dương tính thật đâu. Tôi tính cả đến từ cái việc mà chất lượng xét nghiệm của mình. Tôi nghĩ rằng bây giờ chủ yếu là cái vấn đề mà nó là vấn đề là cái kỹ thuật từ lấy mẫu của gì ạ, của đối tượng người dân, không phải là ai có thể lấy mẫu xét nghiệm chuẩn được như nhau đâu, và mà kỹ thuật chuẩn được như nhau mà. Đó thì là mối quan hệ giữa P và D. Và mới mắc giảm khi mà nhập cư người khỏe, di cư người ốm và cải thiện điều trị, vậy thôi. Để chúng ta cần biết được cái P và cái nhân D. Cái chung quy lại thì số hiện mắc
là quy mô phạm vi định sức khỏe quần thể, lập dự án về nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho quần thể. Số mới mắc thì sao? Tính toán nhu cầu phòng bệnh, đó là xu hướng phát triển của bệnh. Ở đây các bạn thấy được rằng số hiện mắc là mức độ phổ biến của bệnh tại một thời điểm. Số mới mắc thì nguy cơ mắc bệnh ở một thời khoảng. Và các bạn lưu ý cho tôi một chút, cái tỷ lệ hiện mắc thì các bạn phải có hiện mắc thời điểm và hiện mắc thời khoảng. Trong hiện mắc thời điểm thì dễ rồi, còn hiện mắc thời khoảng các bạn tính được cho tôi được cái mẫu số. Đấy, có thể là đầu thời khoảng và cuối thời khoảng cộng vào chia đôi. Được. Hoặc là chính xác của cái thời khoảng đó, lấy một ngày chính xác của thời khoảng đó, chứ không nhất thiết ngày 31 tháng 7. Đúng không? Ví dụ chẳng hạn là ngày 31 tháng 7 của một năm đấy, thì lấy ngày 31 tháng 7 thôi. Còn ví dụ chẳng hạn từ tháng 9 đến tháng 12, thì lấy chính giữa của từ giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 đấy cũng được. Đấy, nếu mà tôi không có cái số đầu tháng 9 và cuối tháng 12. Rồi là tôi sẽ có cái số mới mắc để tính cái tỷ lệ hiện mắc, cái tỷ lệ mới mắc, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ mới mắc này các bạn giảm giúp tôi là gì ạ? Là tính được cái dân số nguy cơ mẫu và cái dân số nguy cơ. Dân số nguy cơ là những người mà có thể mắc bệnh, có thể mắc bệnh nhé. Tức là phải loại trừ đi những người đã bệnh này, hoặc là có cái gen, có cái miễn dịch này, vaccine này. Đấy, tuy nhiên lưu ý nhỏ đây, những trường hợp mà tuy là đã tiêm vaccine rồi nhưng vẫn có khả năng mắc bệnh thì chúng ta vẫn phải tính vào, vẫn phải tính vào trong cái mẫu đó. Và có mắc bệnh rồi nhưng vẫn khả năng mắc bệnh tái nhiễm lần sau lần hai lần ba thì chúng ta vẫn phải tính vào quần thể nguy cơ đó, đúng không? Nha. Ở đây có một cái bài tập nữa. Bài tập nữa ở đây. Bài tập này tôi sẽ cho các bạn làm trong những phần thực hành nhé. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn về con số đo tử vong. Giới thiệu nhanh thôi. Cái quan trọng hơn là trong cái bài vừa rồi tôi cũng giới thiệu và làm kỹ cho các bạn về cái tỷ lệ hiện mắc và cái tỷ lệ